Nga hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả chuyện dài Giấc mơ của Nguyễn Ngọc Lạc qua hai giọng đọc, tác giả và Hồng Đạo. Em cảm ơn anh, bố anh mà nhúng tay vào việc thì đâu cũng giải quyết xong. Quân không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Đi dọc hành lang bên trái khoảng 20 mét là tới phòng làm việc của phó chủ tịch huyện, nằm gần cuối dãy, chiếm một diện tích rất rộng. Bên ngoài có phòng đợi, có thư ký và bảo vệ. Trên khung cửa gỗ có gắn tấm bảng đồng khắc chữ nổi Nguyễn Trung Lương, phía dưới là phó chủ tịch. Cô thư ký ngồi ở đây, tức là thư ký riêng của ông Lương, trẻ và đẹp hơn cô ngồi ngoài cửa chính rất nhiều. Có thể vì ông Lương lúc nào cũng thích người đẹp, bằng chứng là cô thư ký trước cô này, đẹp như người mẫu Hàn Quốc, đã bị ông cho nghỉ việc để trở thành vợ bé của ông. Ngày ấy ông còn đặc trách về kiến thiết và xây dựng, cái chức vụ đem lại cho ông rất nhiều tiền, bởi huyện đang trong thời kỳ phát triển, quy hoạch lại để phân chia đất đai thành từng khu công nghiệp và thương nghiệp. Ông bỏ tiền mua hàng loạt mẫu đất với giá rẻ mạt cho đứng tên cô vợ nhỏ, rồi sau đó mới công bố khu đất ấy sẽ biến thành khu công nghệ hoặc cho người nước ngoài mướn. Lúc đó ông bán lại thì giá dễ dàng tăng lên gấp 5, gấp 10. Đó chỉ là một thí dụ nhỏ trong cách kiếm tiền của ông cũng như lãnh đạo các cấp. Bản thân ông thì ít ăn xài hoang phí, nhưng ông yêu cô thư ký quá nên hết lòng cung phụng cho cô. Căn nhà mới ông xây cho cô ở cuối phố huyện, nhìn xuống dòng sông thơ mộng, có lẽ đẹp nhất huyện, hoành tráng gấp bội so với căn nhà chính ông đang ở với mẹ của Quân lúc ấy. Đó là lý do mà Quân giận bố đến mấy năm. Hôm nay bất đắc dĩ Quân phải tìm đến bố, vì anh thấy Hạ quá bận tâm đến cái chết của bà Kim Ngư, và anh hy vọng nhờ địa vị của bố, vụ án có thể đưa ra ánh sáng được. Quân và Hạ đến trước bàn cô thư ký, cô ngẩng lên hỏi: "Anh chị cần gì?" Quân chỉ vào phòng của bố và nói: "Tôi muốn gặp ông phó chủ tịch." Cô thư ký chỉ cuốn sổ lớn đã mở sẵn trên bàn và nói: "Đăng ký tên vào đây, rồi tôi vào thông báo với ông phó chủ tịch." Quân ngắt lời: "Cô cứ vào nói là có con trai ông phó chủ tịch là Nguyễn Trung Quân cần gặp." Cô thư ký tròn mắt nhìn Quân rồi lại nhìn Hạ. Cô cũng đã nghe nói từ lâu là phó chủ tịch Lương có người con trai du học về, hiện đang công tác trên thị xã. Nghe nói nhưng cô chưa gặp Quân bao giờ, vì Quân giận bố không đến đây. Hôm nay thấy Quân lần đầu, cô mới nhận ra quả thực Quân có nét hao hao giống bố. Cô đứng ngay lên và nói: "Vâng ạ, để em vào thưa ngay với ông phó chủ tịch ạ." Cô đi rồi, Quân bảo Hạ: "Lâu lắm rồi anh chưa gặp bố em, chả biết phản ứng ông thế nào. Thôi thì em ngồi chờ ngoài này đã, có gì anh sẽ đưa em vào sau." Hạ gật đầu rồi nhắc: Em biết tính anh là thẳng thắn và lắm khi thì nóng nảy, nhưng mà hôm nay thì anh cần nhờ đến bố may ra mới xong việc." Quân cười ngắt lời: "Anh hiểu ý em, anh sẽ nhịn. Có điều anh đến gặp bố anh như thế này, nếu mẹ anh biết thì mẹ anh chắc là giận lắm." Dứt lời Quân quay bước, Hạ tiến lại dãy ghế trống kê sát vách dành cho khách đợi. Nàng rất cảm động vì biết Quân chỉ vì chiều ý mình mà đến đây. Cô thư ký từ trong phòng ông phó chủ tịch quay ra và tươi cười bảo Quân: "Mời anh vào ạ." Quân nói cảm ơn rồi bước vô và khép cửa lại, vì đoán trước ông bố có thể nổi nóng lớn tiếng. Ông Lương mặc sơ mi trắng thắt cà vạt sọc, ngồi sau cái bàn thật lớn kê giữa phòng. Ông máng cái áo jacket màu xanh nước biển trên thành ghế. Giấy tờ văn thư chất đầy một nửa bàn, bên kia là máy vi tính, điện thoại và laptop. Công việc của ông lúc này hết sức bề bộn là vì chủ tịch Lê Quang Oánh bị tai nạn ô tô, phải tạm nghỉ dưỡng bệnh, nên mọi thứ giấy tờ hành chính đều đùn sang hết cho phó chủ tịch Lương. Cái tai nạn lưu thông ấy đáng lẽ có cả ông Lương cùng đi chung với ông chủ tịch, nhưng giờ chót chủ tịch Oánh đổi ý bảo ông ở nhà nên ông Lương thoát nạn. Hôm ấy cách đây khoảng 3 tuần, cán bộ hạt kiểm lâm huyện hớt hải chạy lại trụ sở ủy ban, sòng sọc vào báo cáo với chủ tịch Oánh là vừa phát hiện được một nhóm người đốn gỗ trong rừng, cho xe tải công khai chở đi. Cán bộ kiểm lâm đến ngăn cản thì nhóm người này cho xem giấy phép khai thác và chế biến lâm sản do tỉnh cấp.
biết nhóm này chắc chắn có ô dù lớn bao che từ trên, cán bộ kiểm lâm không dám phản đối, bảo nhau chạy về trình thẳng lên chủ tịch huyện. Chủ tịch Oánh rất ngạc nhiên và bực mình, bởi vì dù tỉnh có cấp giấy phép cũng phải thông báo cho huyện vì khu rừng ấy nằm trong phần đất của huyện quản lý. Chủ tịch Oánh nóng mặt nói bâng quơ: "Trông đánh rồi kèn thổi ngược, các ông ấy làm ăn thế này thì còn ra cái thể thống gì nữa. Bao nhiêu chỉ thị đưa xuống là phải bảo vệ rừng." Rồi ông gọi ngay cho ông Lương bảo đi kiểm tra. Ông Lương nhận chỉ thị chuẩn bị ra cửa thì chủ tịch Oánh lại đổi ý bảo ông Lương ở nhà để đích thân chủ tịch chạy tới hiện trường. Lý do chính là ông rất uất hận về phong cách làm việc của tỉnh, dám qua mặt huyện cấp giấy phép cho người đốn gỗ trong khu rừng thuộc tài sản của huyện. Ông phải đích thân cùng với cán bộ kiểm lâm chạy tới hiện trường xem chúng nó là thành phần nào. Ông Lương đứng sớ rớ bên cạnh dè dặt hỏi: Anh có cần tôi đi chung với anh không?" Chủ tịch Oánh vừa leo lên xe vừa xua tay đáp: "Không, anh ở nhà đi. Tôi muốn biết cái bọn láo lếu này là ai, ô dù chúng nó là ai. Rừng thuộc phạm vi của huyện mình mà, cấp giấy phép khai thác và chế biến lâm sản mà không liên hệ gì với mình cả, còn ra cái thể thống gì nữa." Rồi chủ tịch Oánh nóng ruột hối tài xế lao đi, chỉ đem theo một người bảo vệ cầm súng cá nhân ngồi phía sau. Đường rừng gập ghềnh, trời lại mới đổ cơn mưa nặng hạt. Những chiếc xe tải khổng lồ vẫn hiên ngang phóng nhanh. Cái xe jeep nhỏ không mui của cán bộ kiểm lâm chở chủ tịch Oánh cũng nóng ruột không chịu giảm tốc độ, mặc dù con đường đất mới mở xuyên rừng lồi lõm rất khó đi. Tới một ngã ba, xe của chủ tịch Oánh vừa quẹo trái thì gặp chiếc xe tải chở gỗ chạy ngược chiều. Đường hẹp nhưng nếu cẩn thận lái chậm thì hai xe vẫn tránh nhau một cách tự nhiên. Nhưng cái ô tô khổng lồ kia cứ hiên ngang lao tới, chiếc jeep vội lách sang một bên, không may gặp chỗ bùn lầy trơn trượt, quá đà lao xuống vực. Vực không sâu lắm, chỉ vừa đủ làm chủ tịch Oánh bị thương nặng, gãy một bên chân và hai cái xương sườn. Từ đó đến nay công việc của ông Lương gia tăng gấp bội, nhưng dĩ nhiên lợi nhuận cũng tăng theo vì ông có dịp ký tên, cấp nhiều giấy phép cho doanh nhân. Mà ở Việt Nam, hễ cứ thò tay ký giấy phép là có tiền. Sáng nay ông Lương đứng trong phòng làm việc nhìn qua cửa sổ, giật mình vì không ngờ đám tang bà Kim Ngư đông như vậy. Đông đến độ công an huyện phải bố trí gần như toàn bộ lực lượng cảnh sát đứng rải rác giữ trật tự, đề phòng bất trắc. Nhà nước Việt Nam từ bao nhiêu năm nay, hễ cứ thấy đám đông tụ tập là sợ. Họ kỵ nhất là biểu tình, dù với bất cứ mục đích gì. Ngay cả biểu tình để ủng hộ đảng và nhà nước, họ cũng phải giải tán bằng những biện pháp rất mạnh. Bởi những bài học lịch sử trên thế giới đã cho thấy không ai có thể kiểm soát được đám đông. Đám tang qua khỏi rồi, ông Lương trở lại bàn ngồi, tự tìm hiểu xem tại sao một thường dân như bà Kim Ngư mà lúc chết lại được nhiều người tiễn biệt, còn hơn cả những anh hùng liệt sĩ trong huyện. Đang suy nghĩ thì cô thư ký báo tin quân đến xin gặp. Ông kinh ngạc lắm, ưỡn người ra thành ghế, đan hai bàn tay vào nhau đặt trước bụng chờ đợi. Vừa thấy quân, ông Lương ngẩng lên, mặt hầm hầm nói như mắng vào mặt con: "Mày đến đây làm gì? Xin tiền cưới vợ phải không?" Ông vốn có tác phong cửa quyền, hách dịch với mọi người, chỉ trừ phụ nữ đẹp. Quân biết tính bố nên không ngạc nhiên khi cha con lâu ngày gặp nhau mà ông phủ đầu ngay bằng một câu khó nghe như vậy. Quân tự động ngồi xuống cái ghế trước mặt ông và đáp: "Con có bao giờ xin tiền bố đâu, lương con đủ sống mà." Giọng ông Lương lớn hơn: "Lương mày đủ sống? Tất nhiên rồi, mày là kỹ sư, là phó giám đốc công ty, tất nhiên lương mày phải đủ sống chứ. Nhưng không có tao, ai cho mày sang Đức du học để mày có bằng kỹ sư rồi về đây làm phó giám đốc? Bây giờ mày đủ lông đủ cánh rồi, mày không còn nhớ gì đến bố mày nữa. Tết nhất không thèm đến mừng tuổi, không thèm gọi điện. Có thằng con nào như mày hay không?" Quân điềm tĩnh phân trần: "Con là do bố mẹ sinh ra và nuôi nấng, cả bố lẫn mẹ, chứ không phải chỉ riêng mình bố. Mà xét công lao thì mẹ nhiều hơn bố. Bố lo công việc ngoài đời, nhưng tự do muốn làm gì thì làm, đi đâu thì đi. Còn mẹ ôm con ở nhà, vất vả hơn bố gấp bội. Bây giờ bố bỏ mẹ, con hỏi bố, giữa bố và mẹ con chọn ai?" Ông Lương giơ bàn tay nhấn mạnh: "Tại sao lại nói là tao bỏ mẹ mày?
Tao có đi đâu thì cũng vẫn chu cấp đầy đủ, nhà cao cửa rộng, kẻ ăn người làm. Mẹ mày có thiếu gì đâu. Quân vẫn cứng rắn bênh vực mẹ. Thiếu chứ bố, bố cũng biết mà. Người đàn bà không phải chỉ cần tiền, cần cuộc sống vật chất. Có những thứ cần hơn là gia đình, là tình nghĩa vợ chồng. Bố cho mẹ tiền bạc, nhưng bố không cho tình cảm. Con đã ở nước ngoài 5 năm, con biết. Nếu bố không có tình vợ chồng mà chỉ cho tiền bạc, thì bố cũng giống như một cơ quan từ thiện, bố thí cho người nghèo mà thôi. Ông Lương ngượng ngùng hạ giọng nói. Thôi được rồi, mày lý sự lắm. Tao tiếc là tao đã cho mày đi học ở nước ngoài, về đây đâm ra mất gốc. Thật sự thì ông Lương rất mừng trong lòng, vì hôm nay Quân đã tự tìm đến với ông. Như vậy là nó đã thua ông rồi, vợ ông cũng đã thua ông rồi. Đã đành là ông rất thương con, nhưng nếu bắt ông phải dứt bỏ người tình thì ông đành chịu, thà xa con chứ không thể xa người yêu. Ngừng một chút, ông hạ giọng nói thêm. Còn một điều nữa đó mà tao không muốn nói, nhưng hôm nay phải nói để mày hiểu rõ. Tao mạng mộc, mẹ mày mạng kim. Mộc khắc kim, mẹ mày với tao có cái số mà thầy bói gọi là sinh ly tử biệt, nghĩa là phải xa nhau thì mới sống được, gần nhau thì một trong hai người sẽ phải chết. Quân lắc đầu chán nản đáp. Cứ muốn lấy thêm vợ thì chỉ việc đem tử vi ra bào chữa. Bố là đảng viên, lại là huyện ủy viên, mà bố duy tâm như thế, con cũng lấy làm lạ. Ông Lương quanh co biện hộ. Cách mạng mỗi thời mỗi khác. Buổi đầu là thời kỳ cách mạng triệt để, đảng chỉ biết có chủ nghĩa Mác Lênin, chống tất cả mọi tư tưởng duy tâm khác, kể cả các tôn giáo. Nhưng bây giờ là thời kỳ đổi mới, đảng phục hồi lại những giá trị văn hóa dân tộc cổ truyền, trong đó có các khoa lý số như tử vi. Chả cứ là tao, ngay như các ông ở Bộ Chính trị cũng còn tin tử vi phong thủy, bởi vì có kiêng có lành. Đối với Quân, tin tử vi hay không cũng chẳng quan trọng. Quan trọng là tác phong hủ hóa một cách công khai của thế hệ đảng viên thời nay. Ăn chơi phè phỡn, vợ bé vợ mọn, tham ô trắng trợn, không còn phê bình và tự phê như ngày trước. Quân nhớ hôm mới ở Đức về, mẹ Quân nghẹn ngào kể chuyện ông Lương lấy vợ lẽ rồi cay đắng kết luận. Đấy, bố mày cưới mẹ năm 1983, lúc mà cả nước còn đang trong thời kỳ nghèo đói. Mỗi tháng tiêu chuẩn đầu người chỉ có 21 cân gạo với lại 2 mét vải. Nhưng mà ông ấy lý tưởng lắm, làm bí thư chi đoàn, năng nổ nhiệt tình không ai bằng. Thế ai mà mở mồm than một tiếng là coi như ông ấy bắt kiểm điểm ngay, phê bình đâu ra đấy. Rồi 3 năm sau, mẹ sanh mày, lại càng khó khăn hơn nữa. Sữa không có, toàn cho con uống nước cơm pha tí muối. Mẹ phải gửi con cho bà ngoại rồi đi làm thêm. Hai vợ chồng lao động cực lực mới đủ sống. Ngừng một chút, bà thở dài thêm. Ôi, thế mà bây giờ bố mày quên hết tất cả những ngày gian nan ấy rồi. Quên luôn cả các lý tưởng đấu tranh cho công bằng xã hội mà ngày xưa ông ấy cứ giảng xa xả trong những cái buổi họp đoàn ấy. Giàu đổi bạn sang đổi vợ, hóa ra cái câu ấy chả có ai mà tránh khỏi. Những lời than vãn của mẹ làm Quân mất hết thiện cảm với bố. Mà quả thực đúng như Quân nghĩ, đàn ông hễ muốn lấy thêm vợ đều đem số mệnh ra biện hộ. Chỉ có điều trong thâm sâu, ông Lương hơi ngạc nhiên về thái độ cứng rắn của Quân đối với ông. Thời buổi này đại gia và quan chức có những chuyện tình bên lề là điều quá bình thường, có thể nói là một cái mốt thời thượng mà mọi người chấp nhận. Tại sao Quân lại coi chuyện ấy là nghiêm trọng đến độ không muốn nhìn mặt ông? Thật ra thì ông Lương nghĩ về Quân như vậy là hoàn toàn nông cạn. Đại gia và quan chức ngày nay quả thực có chơi bời phóng đãng, nhưng họ khôn ngoan ăn bánh trả tiền, mua vui qua ngày mà thôi. Chứ ít ai yêu đương say đắm một cô gái như ái tình thổ mới lớn. Huống chi ông Lương còn xây nhà và chu cấp quá rộng rãi cho người tình, thề nguyện sống trọn đời bên nàng. Ly hôn bà vợ chính, tức mẹ của Quân, thì ông chưa đủ can đảm, sợ đảng ủy phê bình. Mà cứ giữ nguyên tình trạng đèo bằng này thì chả biết tương lai sẽ ra sao. Khi ông lỡ đầu tư quá nhiều tiền bạc và công sức cho người yêu, Quân tức là tức cái ấy, tức cách hành xử vô lý của bố mà bố không hề nhìn thấy. Quân toan nói thêm thì cô thư ký đẩy cửa, bưng khay nước đặt trên bàn trước mặt Quân, đủ cả 3 thứ, nước lạnh, nước trà và nước ngọt. Cô chìa bàn tay, tươi cười bảo. Em mời anh uống nước ạ.
Quân nói cảm ơn rồi cầm chai nước lạnh, mở nút đưa lên miệng uống gần hết một nửa chai. Chờ cô thư ký ra khỏi và khép cửa lại, ông Lương hỏi bằng giọng nhẹ nhàng hơn. Mày sắp lấy vợ phải không? Mẹ mày với mày cứ thậm thà thậm thụt tính toán với nhau, không ngó ngàng gì đến tao. Nhà chỉ có mình mày, lấy vợ mà cũng không cho tao biết. Quân đặt chai nước và lắc đầu. Con chưa dứt khoát. Ông Lương ngắt lời. Sao tao nghe người ta bảo mày sắp lấy cái con bé gì bị sét đánh ấy? Nó có sao không? Quân đổi thái độ, đứng dậy nói. Chính vì cái chuyện sét đánh ấy mà hôm nay con đưa nó lại gặp bố, để con gọi nó vào chào bố. Dứt lời, Quân đẩy cửa bước ra và đi nhanh lại phía Hạ. Hạ đang cầm tờ tạp chí Thế Giới Phụ Nữ, thấy Quân vội buông xuống bàn, nhìn Quân chờ đợi. Quân bảo, em vào đây với anh, bố anh muốn gặp em. Hạ đứng ngay dậy, vuốt lại mái tóc. Vì đi đám tang, nàng mặc bộ đồ đen do chính tay nàng thiết kế, trông như một nhân viên cao cấp ở văn phòng hay ngân hàng. Nàng hồi hộp theo Quân vào ra mắt ông bố chồng tương lai. Ông Lương đang ngồi đứng dậy, theo thói quen lịch sự đối với phụ nữ, Hạ chấp tay trước bụng, cúi đầu lễ phép. Cháu chào bác ạ, cháu là Hạ, bạn của anh Quân. Ông Lương xòe bàn tay dịu dàng đáp. Bác có nghe nói, cháu ngồi uống nước đi. Có Hạ bên cạnh, Quân nhập đề thẳng. Hôm nay con đưa Hạ đến gặp bố để nhờ bố một việc. Con và Hạ vừa mới đi đưa đám Ma và Kim Ngư ở thằng nghĩa địa chạy về đây. Ông Lương nhìn Hạ, thở dài nói. Ôi, bà Kim Ngư bị giết vào nhà, bị cướp nó vào nhà giết, chẳng riêng gì bác đâu. Mà cả ủy ban cũng như huyện ủy đều rất đau lòng về chuyện này. Nó xảy ra ngay ở giữa phố huyện thì không phải là một chuyện nhỏ. Huyện ủy cũng như ủy ban đã chỉ thị công an khẩn trương tiến hành điều tra để tìm ra thủ phạm. Quân ngắt lời bố. Hạ và con biết rõ thủ phạm, biết chắc ai giết bà Kim Liên. Chúng con đến gặp bố là vì thế. Ông Lương chố mắt nhìn Quân rồi lại quay sang nhìn Hạ. Hạ khẽ gật đầu xác nhận. Giá không có Hạ ngồi trước mặt thì chắc chắn ông đã quát lên mắng Quân. Nhưng ông ráng nhịn, chỉ nghiêm mặt bảo Quân. Đừng có phát ngôn linh tinh. Chấn lột giết người không phải là chuyện đùa. Công an còn đang điều tra, làm sao con dám bảo là con biết thủ phạm. Hạ gật đầu nhấn mạnh. Thưa bác, cháu biết ạ. Cháu kể cho anh Quân nghe đấy. Ông Lương càng sửng sốt hơn, tròn mắt nhắc lại. Cháu biết thủ phạm giết bà Kim Ngư à? Làm sao cháu biết? Mà đã biết thì tại sao cháu lại không chạy lại khai báo với công an? Quân buồn rầu đáp thay cho người yêu. Chúng con biết nhưng không khai báo được với công an nên mới phải đến nhờ bố. Ông Lương vẫn chưa hiểu gì, ngơ ngác nhìn Hạ. Hạ gật đầu nhấn mạnh. Thưa bác, đúng như vậy ạ. Thủ phạm giết bà Kim Ngư bây giờ thì cứ nhẫn nhơ, mà công an lại bắt oan con của bà Kim Ngư là anh Duy, vì cho rằng anh ấy móc ngoặc với kẻ gian, mở cửa cho nó vào giết mẹ mình để lấy tiền. Cháu bức xúc quá nên mà không làm gì được hết ạ. Ông Lương ngửa người ra, đan hai bàn tay vào nhau, nhíu mày hỏi lại Hạ. Cháu nói gì thật tình bác vẫn chưa có hiểu. Theo cháu thì công an bắt con bà Kim Ngư là oan à? Hạ bưng ly nước trà toan uống nhưng lại đặt xuống bàn để nóng ruột giải thích thêm. Thưa bác, con của bà Kim Ngư có cấu kết với kẻ gian hay không thì cháu chưa biết. Cháu chỉ biết rõ cái người trực tiếp giết bà Kim Ngư, mà cái người ấy bây giờ vẫn còn tự do, công an không hề biết đến. Cháu có thể khẳng định anh Duy không phải là đối tượng điều tra, anh ấy bị oan à? Ông Lương mặt vẫn ngơ ngơ, Quân vội chen vào. Để con kể đầu đuôi thì bố mới nắm được. Quân ngừng lại, quay sang bảo Hạ. Thôi em kể đi, kể cho bố anh nghe đi. Hạ gật đầu ngồi thẳng lên rồi bắt đầu câu chuyện. Thưa bác, từ hôm mà cháu bị sét đánh á, rồi tỉnh lại, cháu hay nằm mơ, những giấc mơ không bình thường. Rồi trước sự chăm chú của ông Lương, Hạ và Quân thay nhau tường trình hết mọi chi tiết cho ông nghe về những giấc mơ tiên tri của Hạ. Hai nhân chứng cụ thể là ông Thừa đánh cá và bà Cảnh bát quốc. Rất tiếc nhân chứng thứ ba là bà Kim Ngư thì không còn nữa. Ông Lương yên lặng trầm tư lắng nghe, không ngắt lời. Chờ Quân kể xong, ông mới hỏi. Thừa là thằng nào mà ghê gớm thế? Con cũng biết nó hay sao? Lý lịch nó thế nào? Nó thuộc thành phần nào? Có tiền án tiền sự gì không?
Hạ đáp thay cho Quân. Thưa bác, ông ấy có thuyền đánh cá. Anh Quân chắc là ít gặp lắm, nhưng cháu biết rất rõ. Cháu mới nói chuyện với ông ấy sau khi cháu nằm mơ lần thứ nhất. Theo cháu biết thì ông ấy chưa bị bắt bao giờ. Ông Lương lại im lặng suy nghĩ. Quân kết luận. Nếu bố chưa tin thì bố cứ cho người gọi bà Cảnh với ông Thừa đến đây đi. Chắc chắn họ sẽ khai báo đầy đủ cho bố biết. Vì sao mỗi lần nằm mơ, Hạ đều gặp họ kể cho họ nghe. Hạ cũng phụ họa thêm. Vâng vâng ạ, anh Quân nói đúng với bác ạ. Bác cứ gọi bà Cảnh, rồi gọi bà Cảnh lại gặp bác. Nếu bác không muốn gặp ông Thừa thì bác gọi thằng Tèo phụ tá của ông ấy trên thuyền đánh cá. Nó sẽ kể cho bác nghe về giấc mơ thứ nhất của cháu. Ông Lương nhìn Hạ và chợt lo lắng cho con trai mình. Rồi mai đây khi về chung sống với nhau, nếu Hạ cứ tiếp tục mơ kiểu này thì khổ cho con ông quá. Ông hỏi Hạ, ý cháu là cháu muốn bác bảo công an bắt thằng Thừa để điều tra hay sao? Cháu quả quyết thằng Thừa là tội phạm hay sao? Hạ gật đầu. Vâng, cháu khẳng định ông Thừa là người giết bà Kim Ngư. Nhưng mà cháu không thể báo công an được. Vì anh Quân bảo cháu là chuyện trong giấc mơ thì không thể dùng làm bằng chứng trước tòa được. Ông Lương gật đầu. Đúng, không dùng được. Người ta sẽ cho cháu là vì thù oán thằng Thừa mà bịa đặt ra giấc mơ để vu cáo cho nó. Hạ Ân cần giải thích thêm rồi đề xuất phương án. Có thể cháu kể chuyện giấc mơ cho bác thì bác chưa tin. Bác chưa tin thì chính bác cũng không muốn chỉ thị công an bắt lão Thừa. Cháu biết thế là vì bác rất trọng nguyên tắc. Thế thì cháu đề nghị như thế này nhé. Bác không cần bắt lão. Bác cho công an đột xuất đến khám nhà lão, khám cả thuyền của lão. Thế nào rồi lão cũng cất giấu tiền bạc hay nữ trang của bà Kim Ngư. Mà phải khám ngay mới được bác ạ. Để lâu thì lão sẽ tẩu tán hết đi. Mình huy động công an đến kiểm tra ngay ngày hôm nay thì thế nào phát hiện được tang vật. Ông Lương ngồi đăm chiêu không trả lời. Tay phải ông cầm cái bút chì gõ nhẹ nhẹ trên sấp giấy trước mặt. Khá lâu ông mới bảo. Bác tin cháu chứ? Nhưng nếu bác đem chuyện cháu nằm mơ nói với công an, rồi bác chỉ thị công an bắt thằng Thừa chỉ vì giấc mơ của cháu thì... Quân từ nãy đến giờ ngồi im để nhường cho Hạ kể chuyện. Bấy giờ anh mới cắt lời bố. Không bố ạ. Bố đừng nhắc đến giấc mơ của Hạ. Nếu nhắc được thì chính con và Hạ đã chạy lại công an rồi. Con bảo thế này bố xem có được hay không. Bố nói với công an là có người tố cáo lão Thừa cất giấu đồ gian ở trong nhà. Cần phải tiến hành kiểm tra. Nếu cần thì bố liên hệ với Viện Kiểm sát Nhân dân. Hạ nghe Quân đưa đề nghị cụ thể, nàng gật đầu nhất trí ngay. Nàng ngắt lời Quân hăng say bảo. Anh Quân nói đúng đấy bác ạ. Bác đừng có nhắc gì đến chuyện nằm mơ của cháu. Bác cứ cho lục xét nhà lão Thừa. Cháu tin chắc là sẽ phát hiện được tang vật. Lão chưa tẩu toán kịp đâu bác. Sợ bố còn lưỡng lự, Quân lại nhảy vào tha thiết nói thêm. Con với Hạ làm việc này chỉ vì công lý, vì bức xúc muốn gây, muốn cái kẻ mà gây án nó phải bị trừng trị theo pháp luật. Chứ bắt lão Thừa thì có lợi gì cho con hay Hạ đâu. Nhưng riêng bố, nếu bố làm được việc này, uy tín của bố sẽ tăng lên cao. Mọi người ở phố huyện này sẽ cảm phục bố hơn nhiều. Ông Lương thấy rõ hai đứa luân phiên thúc giục ông giải quyết vụ án. Ông cũng nhận ra ngay là con trai ông nói có lý. Ông nên trực tiếp giải quyết vụ này để phố huyện ghi nhớ công lao của ông. Ông nhấc điện thoại kêu ra bên ngoài cho cô thư ký và nói. Cô gọi sang bên công an, tôi cần trao đổi với đại tá Dương Hùng, hay là mời ông ấy sang đây gặp tôi. Đại tá Dương Hùng đứng đầu công an huyện là đàn em của ông Lương, do ông Lương đề nghị kết nạp đảng, lúc nào cũng nể nang ông. Ông gác máy và nghiêm túc bảo Hạ. Nếu giải quyết đúng đắn vụ này, đưa được tội phạm ra tòa, thì đấy là công của cháu. Mà nếu oan cho thằng Thừa, thì đấy cũng là tội của cháu. Hạ nghiêm trang đáp. Không oan đâu bác, không thể oan được. Quân nhắc lại, bố nhớ đừng nhắc gì đến chuyện Hạ nằm mơ. Cứ nói là có người tố giác lão Thừa giấu đồ gian ở trong nhà. Ông Lương chưa kịp đáp thì điện thoại bàn reo vang. Ông nhấc, ống nghe áp vào tai. Đầu dây bên kia đại tá Dương Hồng hỏi. Thưa anh gọi tôi ạ. Ông Lương tha thiết bảo. Ừ, mình có tí việc cần nhờ cậu. Cậu đang ở đâu đấy? Chạy lại trụ sở ủy ban gặp mình được không? Ừ, mình đợi. Ông Lương vừa gác phone, Quân mừng rỡ nói. Thôi, thế con về để bố làm việc. Con cảm ơn bố nhiều lắm.
Ông Lương đứng dậy tiễn Quân và Hạ ra tận hành lang. Lòng ông chan hòa hạnh phúc vì hai nỗi vui đến cùng một lúc. Con ông trở lại làm hòa với ông và ông sắp giải quyết xong vụ án giết người cướp của đầu tiên trên phố huyện. Ông nói nhỏ với Quân: "Hôm nào con đưa Hạ đến ăn cơm với bố, nhân tiện để Hạ gặp dì Đoan cho biết mặt nhau." Câu nói gợi ý có tính cách thăm dò của ông Lương làm Quân phân vân chẳng biết trả lời thế nào. Dì Đoan tức là Nguyễn Thị Hồng Đoan, vợ nhỏ của ông mà ông muốn Quân gọi bằng dì. Quân thấy chướng tai lắm, kế mẫu mới gọi là dì, vì theo thói quen là dì ghẻ con chồng. Còn vợ bé, vợ nhỏ là ngoại hôn, là ngoại tình, là bất hợp pháp, thì làm sao bắt Quân kêu bằng dì được? Dì tức là em gái của mẹ, gọi Hồng Đoan bằng dì tức là chấp nhận nàng như em của mẹ mình hay sao? Huống chi Hồng Đoan chỉ bằng tuổi Quân, rất khó xưng hô. Và lại đã chắc gì Hồng Đoan sẽ ăn đời ở kiếp với ông Lương mà bắt Quân gọi bằng dì. Hoặc nàng bỏ ông Lương, hoặc chính ông Lương sau một thời gian muốn thay đổi hình bóng khác, lúc ấy Quân sẽ xưng hô thế nào với Hồng Đoan? Quân chưa biết nói sao thì Hạ trả lời dùm: "Dạ, biết mặt thì cháu biết rồi bác ạ. Cháu có gặp vài lần." Quả thực Hạ có tình cờ nhìn thấy Hồng Đoan đôi lần ở phố huyện với lối trang phục và phong cách rất đài các, văn minh và bậc nhất ở vùng nửa quê nửa tỉnh này. Chẳng riêng gì Hạ mà nói chung con gái mới lớn ở phố huyện đều nhìn Hồng Đoan bằng ánh mắt thán phục và ngưỡng mộ. Ông Lương ít khi nào xuất hiện chung với Hồng Đoan nơi công cộng. Bởi dẫu sao ông cũng vẫn đang có vợ chính thức là mẹ của Quân. Ông là nhân vật lãnh đạo thứ hai trong chính quyền huyện, không thể buông thả quá trớn được. Vì vậy, đi đâu Hồng Đoan cũng chỉ đi có một mình, hoặc nàng tự lái ô tô hoặc ngồi băng sau cho tài xế chở đi. Nàng chỉ xách bóp Hermes, hàng hiệu đắt giá nhất mà ông Lương đưa nàng đi mua tận Hà Nội. Hay gặp ông Lương lần đầu, nghe ông ngỏ ý mời nhà lại nhà để làm quen với Hồng Đoan, Hạ đoán ngay
là hàng ngày Hồng Đoan ở một mình trong căn nhà thanh thang, chắc thấy trống vắng lắm, cho nên ông Lương mới mong Hạ đến cho có bạn. Hạ thấy đề nghị ấy cũng hay, vì Hạ rất tò mò muốn làm quen với Hồng Đoan. Người đàn bà trẻ mỗi lần ra phố là mỗi lần thu hút đám đông, ngừng tay theo dõi. Hạ nhớ hôm kể với Quân về việc bà Cảnh trúng số, Quân không hề tỏ ra háo hức. Anh còn nói, đang nghèo mà bất chợt giàu thì cô đơn lắm, vì sẽ mất hết bạn bè, hoặc mình bỏ họ, hoặc họ bỏ mình. Hạ nghĩ đến Hồng Đoan và thấy rõ Quân tuy còn trẻ nhưng nhận xét của anh thật chí lý. Những người bạn cũ của Hồng Đoan chắc chả còn ai, bởi họ ngại đến, hoặc vì sợ mang tiếng cố bám lấy người giàu, hoặc vì đoán trước thái độ đổi thay của Hồng Đoan là mình có thể bị tổn thương. Ông Lương đứng lại trên thềm và bảo Hạ, hôm nào cháu lại nhà bác chơi. Hạ gật đầu. Vâng ạ, để cho bàn với anh Quân, anh Quân có đến thì cháu mới đến được ạ. Hạ chào ông Lương một lần nữa rồi bước lại chỗ đậu xe. Quân nổ máy chờ Hạ leo lên ngồi phía sau cho xe lao ra cổng. Ông Lương đứng nhìn theo, lẩn thẩn nghĩ trong đầu, con dâu tương lai ông đẹp và ngoan như thế mà suýt nữa thì chết vì sét đánh. Ông nghe nói người bị sét đánh thường bị ảnh hưởng nặng nề về tâm lý, nhưng qua lần tiếp xúc vừa rồi, ông thấy Hạ nói chuyện một cách mạch lạc rõ ràng, cho thấy Hạ không hề bị khủng hoảng sau tai nạn dữ dội ấy. Động cơ chính khiến ông chỉ thị công an điều tra thừa là vì chiều con, chứ thật tình ông chưa tin 100%, hễ Hạ mơ là đúng sự thật. Quân giận ông đã mấy năm hôm nay đem Hạ đến, nếu ông không tỏ uy quyền trước mặt Hạ thì có thể làm Quân mất mặt, thương con ông mới can thiệp. Chứ làm như vậy ông cũng thấy là sai nguyên tắc, dẫm chân lên việc của công. Buổi tối hôm ấy chưa đến nửa đêm, Thừa vừa lên giường nằm, chưa kịp tắt đèn ở đầu giường thì bốn nhân viên cảnh sát thường phục đạp tung cánh cửa gỗ xông vào, trong đó có cả Xuân, nữ nhân viên duy nhất của đội cảnh sát điều tra. Những tiếng quát tháo nạt nộ vang lên để trấn áp. Những ánh đèn pin sáng lóa chiếu thẳng vào mặt Thừa, kèm theo mệnh lệnh gay gắt: ngồi yên tại chỗ, giơ hai tay lên đầu, giơ lên. Thừa mặc quần đùi áo thun, run rẩy làm theo. Một bàn tay nắm lấy cổ áo Thừa, lôi gã đứng dậy và đẩy gã vào sát vách, kèm theo chỉ thị: đứng yên đấy, không được nhúc nhích, đứng yên. Nhà Thừa rất nhỏ, mái tôn vách gỗ lâu đời do bố mẹ nuôi để lại. Trong nhà chỉ có cái giường cá nhân và chiếc võng cói căng ngang, thêm những mảng lưới đánh cá bằng ni lông cũ rách máng chằng chịt trên tường, tỏa mùi tanh nồng mà có lẽ Thừa không thấy nữa vì đã quá quen. Có được một món tiền và vàng khá lớn trong tay, mấy hôm nay Thừa hồi hộp vạch định tương lai. Gã sẽ đập căn nhà này rồi xây lại, hoặc cẩn thận hơn bán bỏ và dọn đi chỗ khác xa xa, chẳng hạn xuống một xã nào đó thay vì ở phố huyện, để tránh sự dòm ngó của mọi người, và nhất là tránh sự sơ hở vô tình nào đó của chính Thừa, có thể làm thiên hạ đặt nghi vấn. Rồi Thừa sẽ lấy vợ và tạo dựng một đời mới, thoát cảnh nghèo nàn tăm tối đè nặng từ lúc tuổi thơ. Sáng nay Thừa bình thản đi đám tang bà Kim Ngư, vì cho đó là hành động rất khôn ngoan, tránh mọi sự nghi ngờ của phố huyện. Nhưng thiên bất dung gian, cho nên Thừa mới gặp phải sát tinh là Hạ. Niềm vui của Thừa mới kéo dài được hơn 3 hôm, đêm nay bị phát hiện. Người vừa ra lệnh cho Thừa đứng yên tựa vách là Thiếu úy Vũ, đội trưởng cảnh sát điều tra, dày dạn nhiều năm trong kinh nghiệm thẩm vấn nghi can. Sáng nay nhận lệnh trực tiếp từ đại tá Dương Hùng, dẫn đàn em đến lục xét nhà Thừa. Ngoài toán 4 người ở đây, Vũ còn bố trí thêm một toán 3 nhân viên nữa, giờ này cũng đang lục xét dưới thuyền của Thừa. Đây là một phá lệ trong ngành công an, vì đại tá Dương Hùng giao công tác thẳng cho Vũ mà không hề nói với thiếu tá Chiến là cấp chỉ huy trực tiếp của Vũ.
Nhưng phá lệ là đúng, bởi ngành cảnh sát có bao giờ lấy giấc mơ làm bằng chứng để bắt người đâu. Đại tá Dương Hùng, trưởng công an huyện, chỉ vì nể phó chủ tịch Nguyễn Trung Lương mới lên kế hoạch chớp nhoáng này nhằm tìm bắt tội phạm giết bà Kim Ngư. Trưa nay tại văn phòng, phó chủ tịch Lương bảo Dương Hùng: có người vừa tố cáo tội phạm giết bà Kim Ngư là thằng Nguyễn Văn Thường làm nghề đánh cá. Nguồn tin rất đáng tin cậy. Họ cam kết với tôi là nếu không đúng, họ sẽ chịu trách nhiệm. Cậu khẩn trương tiến hành ngay hộ tôi, nhưng làm càng kín đáo càng tốt. Bắt thằng Thừa thì tất nhiên phải có tang vật để đưa nó ra tòa, cho nên cần ra tay ngay đêm nay, để lâu sợ nó tẩu tán mất. Đại tá Dương Hùng nhận lệnh nhưng lòng không vui. Ở Việt Nam bây giờ mỗi ngày có đến hàng vạn, hàng triệu lá thư tố cáo hoặc kêu oan, có ai để ý đến làm gì? Tố cán bộ tham ô hoặc lạm quyền là biểu hiện của dân chủ. Cứ để cho dân tố, để họ cảm tưởng là đất nước có tự do, để giải tỏa bớt bức xúc dày đặc trong lòng họ, nhưng không cần giải quyết gì cả. Đại tá Dương Hùng ngạc nhiên vì lần đầu tiên thấy đàn anh quan tâm đến quần chúng. Rõ ràng là lòng chợt từ bi bất ngờ. Tuy vậy ông vẫn tỏ ra sốt sáng đáp: báo cáo anh, tôi sẽ bố trí người ngay bây giờ. Và quả thực Dương Hùng đã chấp hành đúng chỉ thị của phó chủ tịch huyện. Câu chỉ thị đơn giản là khám xét khẩn cấp nhà Nguyễn Văn Thừa. Công tác chỉ cần hai người, nhưng Dương Hùng bố trí đến bốn người để canh chừng lẫn nhau, đừng để đứa nào táy máy khi phát hiện được cả đống tiền và vàng trong nhà Thừa. Mặt Thừa tái nhợt, chân tay run lẩy bẩy. Thiếu úy Vũ tay cầm cây gậy sắt ngắn gõ nhẹ vào tường, vang lên những âm thanh khô cứng như dội vào tim Thừa. Vũ nói: mày khôn mà không ngoan. Hiệu Kim Hoàn bao giờ cũng có gắn camera mà mày không biết. Mày có biết camera là cái gì không? Là máy thu hình. Tiệm vàng nào cũng gắn máy thu hình. Hình ảnh của mày lấy dây thắt cổ bà Kim Ngư thu rành rành trong máy, mày chối làm sao được? Vừa nói, Vũ vừa ra trước mặt Thừa và đưa cái CD lên, rồi nhìn thẳng vào mặt gã và hỏi: mày có muốn xem lại cái khúc phim mày thắt cổ bà Kim Ngư, cắt đứt cuống họng của bà ấy không? Rồi Vũ hồi hộp chờ đợi phản ứng của Thừa. Nếu Thừa bị oan, chắc chắn gã sẽ đòi xem cái CD đó. Nhưng mồ hôi gã vã ra trên trán chảy thành dòng xuống hai bên thái dương. Vũ nhét cái CD vào túi rồi nói tiếp: tao không bắt mày ngay, vì tao chờ cho xong đám ma của nạn nhân. Tiền bạc, vàng, nữ trang mày giấu ở đâu? Thành khẩn khai báo đi, đừng để tao phải ra tay. Vừa nói Vũ vừa cầm thanh sắt đập nhẹ vào bàn tay mình. Thừa kinh hãi nhìn Vũ khẩn khoản, mồm ú ớ không nói thành lời. Vũ lại thêm: mày nhận tội, thành khẩn khai báo, tòa án sẽ khoan hồng cho mày vì mày chưa có tiền sự tiền án. Mày cứng đầu thì ốm đòn, rồi ra tòa cũng sẽ tuyên án tử hình vì có hình ảnh đầy đủ của mày siết cổ bà Kim Ngư. Mày chọn đằng nào, tùy mày, tao không nhắc lần thứ hai. Thừa đưa mắt nhìn quanh, cả mấy khuôn mặt công an cùng lạnh lùng như sắp lao vào ăn tươi nuốt sống Thừa. Gã đành quỳ xuống, mếu máo nhận tội và xin khoan hồng: Em chót dạ, em xin nhận tội. Thiếu úy Vũ và ba nhân viên đàn em cùng thở phào khoan khoái, mỉm cười nhìn nhau, nhất là Xuân. Bà Kim Ngư làm gì có gắn camera? Lời hù dọa của Vũ không ngờ làm Thừa yếu bóng vía, thú nhận ngay. Đám đàn em nhìn Vũ hết sức cảm phục. Vũ hất hàm ra lệnh cho một đàn em còng tay Thừa quặt ra phía sau. Vũ gật gù nói: như vậy là mày khôn đấy. Xuân đưa mắt nhìn Vũ. Vũ hiểu ý, hỏi Thừa: làm sao mày có chìa khóa mở cửa nhà bà Kim Ngư? Ai đưa cho mày? Xuân đăm đăm nhìn Thừa chờ đợi câu trả lời. Cô rất hồi hộp, vì từ mấy hôm nay cô chỉ nghĩ đến nỗi oan ức của Duy trong nhà tạm giam. May quá Thừa đã lấy lại chút bình tĩnh, đứng dậy đáp: báo cáo anh, cửa sau chỉ có mỗi một cái khóa bé, tôi không có chìa, nhưng tôi dùng dây kẽm mở được ngay. Vũ lại thêm: nhà bà Kim Ngư có hai mẹ con, mày lẻn vào, mày không sợ con bà ấy phát hiện hay sao? Nó nằm ngủ ngay ở chân thang gác, mà sao mày dám leo lên gác giết bà Kim Ngư? Thừa thành thật khai đáp:
Tại lúc ấy tôi biết thằng Duy không có nhà, nó đang cá độ bên hiệu cà phê Biển Cạn, nhà chỉ có mình bà Kim Ngư nên tôi mới dám vào. Rồi thừa chỉ chỗ cho đám công an tịch thu hết nữ trang và tiền mặt gã giấu trong cái hộp sắt, phủ đống lưới ni lông lên trên ở góc nhà. Tất cả đều còn nguyên vẹn, chưa sứt mẻ chút nào. Vì thừa dự trù chờ tình hình nguôi ngoai, không ai quan tâm đến nữa, mới bắt đầu moi ra xài. Vũ hai ba lần hù dọa và cật vấn xem thừa còn giấu ở chỗ nào khác không, nhưng thừa van lại quả quyết tất cả chỉ có bấy nhiêu. Vũ gắt: "Mày có giấu gì dưới thuyền không?" Thừa lắc đầu lia lịa và nhắc lại: thưa không, tất cả chỉ có thế này thôi." Vũ hỏi câu chót: "Thằng Tèo có dính dáng gì đến vụ này hay chỉ có một mình mày? Mày phải nói thật." Thừa đáp: "Thưa chỉ có mình tôi, thằng Tèo không biết gì cả." Bấy giờ cô cảnh sát Xuân mới nhắc Vũ: "Anh có cần gọi điện về phòng tạm giam báo là họ tha Nguyễn Duy vì nó vô tội không?" Vũ gạt đi: "Cho nó ngủ thêm một tối trong ấy cũng có sao đâu, sáng mai tha nó về." Xuân nhìn Vũ chỉ chiết: "Anh à, tội nghiệp người ta, nó mới chôn mẹ nó sáng nay." Vũ chợt nhớ ra, lòng thoáng thấy áy náy vì việc bắt giam Nguyễn Duy là do đề nghị của Vũ. Nói đúng ra Vũ đoán ý của cấp trên, cần tìm ngay ra một thủ phạm theo chỉ thị của huyện ủy để giải tỏa nỗi bức xúc của dân chúng phố huyện, nên tạm thời cứ bắt Duy về nhốt đã rồi từ từ tính sau. Rất may bây giờ thằng Thừa thú nhận mọi tội lỗi, Vũ có thể an lòng cho Duy ra về. Vũ moi trong túi cái cell phone, gọi về nhà giam yêu cầu trả tự do tức khắc cho Nguyễn Duy. Vũ tắt phone, đưa mắt nhìn Xuân. Cô mỉm cười gật đầu như thầm cảm ơn. Vũ ngẫm nghĩ và tự hỏi, chả hiểu cái con bé Xuân này có tình ý gì với thằng Duy hay không, mà mấy ngày hôm nay cứ liên tục đấu tranh cho nó. Hay là nó nhắm bỏ nghề công an để thừa hưởng hiệu kim hoàn? Lấy lại đủ tang vật rồi, thiếu úy Vũ mới điện cho đại tá Dương Hùng hãnh diện nói: "Báo cáo thủ trưởng xong cả rồi ạ." Đại tá Dương Hùng đang xem tivi ở nhà hồi hộp hỏi lại: "Xong là thế nào? Cậu bảo xong là thế nào?" Vũ giải thích: "Báo cáo chúng tôi tịch thu lại hết tất cả tang vật, gồm vàng, nữ trang, tiền mặt. Nghi can Nguyễn Văn Thừa đã thú nhận và xin khoan hồng." Đại tá Dương Hùng cười sảng khoái: "Thế này thì phải biểu dương các cậu, thi hành công tác thật nhanh thật gọn. Thôi, về nghỉ đi, mai gặp tôi." Vũ cúp máy rồi, đại tá Dương Hùng bấm số và tức tốc gọi phó chủ tịch Nguyễn Trung Lương, thân mật nói: "Anh giỏi quá. Chuyến này huyện ủy và ủy ban phải biểu dương anh, phố huyện phải khắc tên anh. Thằng Thừa đã nhận tội và xin khoan hồng. Tất cả tiền bạc, vàng và nữ trang nó lấy của bà Kim Ngư, toán công tác của tôi đã tịch thu lại đầy đủ." Lúc ấy ông Lương đang say sưa xem phim bộ cùng cô vợ nhỏ Hồng Loan. Hai người ngồi trên giường tựa lưng vào vách. Từ lâu rồi ông Lương không về với vợ cả, tức là mẹ của Quân. Ông xây căn nhà tổ ấm này ngay tại ngã ba sông Linh Giang, ở khúc vắng vẻ và thơ mộng nhất, có những cây liễu nghiêng nghiêng bên bờ soi bóng trên dòng nước. Đây là nơi ông hưởng tuần trăng mật dài hạn bên người đẹp chân dài thu ông 28 tuổi, đang mang cho ông những ngày tháng hạnh phúc chan hòa. Phòng ngủ của ông thiết kế rất đặc biệt, có khung cửa kính hình chữ nhật rất dài và rộng, gần hết cả bức tường phía mặt sông, để ngay khi nằm trên giường, ông vẫn thấy được khung cảnh lãng mạn bên ngoài và vẫn nghe được tiếng sóng vỗ rì rào. Phòng ngủ có cửa thông ra ban công, nơi ông kê bộ bàn ghế mây để chiều chiều cơm nước xong, ông cùng người đẹp ra ngồi uống trà, nhìn sang bờ bên kia, ngắm những căn nhà lá nghèo xác xơ, quanh năm gia chủ không đủ ăn. Chiều nay ở trụ sở về, ông Lương vui lắm. Ông kể cho Hồng Đoan nghe, Quân dẫn Hạ đến thăm ông tại văn phòng. Thăm tại văn phòng có nghĩa là công khai để mọi người đều thấy. Đó là một tin mừng, một chiến thắng, vì ông đã lôi được thằng con ra khỏi vòng tay của mẹ nó để đứng về phía ông. Hay ít ra cũng đứng trung lập, không xa lánh ông nữa. Hồng Đoan cẩn thận hỏi: "Nhưng mà anh gọi nó đến hay là tự ý nó đến?" Ông Lương vênh mặt đáp: "Tự ý thằng Quân, chứ đời nào mà anh thèm gọi nó." Hồng Đoan nhắc lại điều mà nàng vẫn thường nói: "Anh nhớ đó, đừng có bao giờ xuống nước với nó. Con không ngó ngàng gì đến cha là con bất hiếu. Anh lờ nó đi."
Cái sai lầm của ông Lương là nói cho Hồng Đoan biết Quân phản đối chuyện tình giữa ông và nàng, khiến mỗi khi nhắc đến Quân, nàng đều tỏ ra hằn học. Nàng còn định nay mai có dịp gặp Hạ, nàng sẽ kết thân với Hạ, chừng đó Quân sẽ phải chiều Hạ mà đến thăm bố thường xuyên hơn. Ông Lương nhấn mạnh, anh lờ nó từ lâu rồi. Người vợ càng trẻ thì tiếng nói càng có sức nặng. Hồng Đoan chẳng những trẻ mà còn đẹp nữa, thì bảo gì mà ông Lương chẳng nghe. Đêm nay Hồng Đoan mặc bộ đồ ngủ rất gợi cảm mà ông Lương luôn luôn say mê. Đó là cái áo thun trắng sát nách rộng quá khổ, và phía dưới chỉ có cái quần lót nhỏ. Còn ông thì lúc nào cũng vẫn bộ pyjama vải sọc màu trắng đục viền xanh, dáng ông bệ vệ, bụng to hơn ngực, mái tóc thưa thớt nhuộm thường xuyên để níu kéo thời gian bên người tình vừa bằng tuổi con trai ông. Cái hình ảnh ông nửa nằm nửa ngồi bên cạnh Hồng Đoan, người ngoài nhìn vào sẽ thấy thê lương lắm, bởi nó chênh lệch quá đáng. Nhưng dĩ nhiên ông không thấy, mà những cô gái cần tiền như Hồng Đoan cũng không thấy. Mà dù có thấy đi chăng nữa, họ cũng chẳng bận tâm, bởi xã hội Việt Nam bây giờ chỉ lấy tiền làm cứu cánh. Ngày xưa ông Lương thích phim lịch sử như là Tam Quốc Chí, Võ Tắc Thiên, Tần Thủy Hoàng, Thủy Hử, bởi ông học hỏi được đôi chút kiến thức chính trị qua những câu chuyện cổ ấy. Bây giờ thì ông đổi hẳn sang phim Hàn Quốc chỉ vì lý do duy nhất là tài tử rất đẹp. Hồng Đoan cứ cằn nhằn chê bai, nhưng vì chiều ý ông, nàng vẫn phải ngồi coi chung. Nàng lắc đầu bảo ông, xem phim Hàn Quốc em chịu không được. Diễn viên cô nào cũng sửa mặt sửa mũi giống hệt nhau à. Đóng vai con ở mà mặc một bộ đồ, không bao giờ mặc lại lần thứ hai. Còn quấn cả cái khăn hàng hiệu nữa. Rồi lúc đi ngủ thì lại đánh mascara. Cốt truyện thì cả Lương. Giám đốc thì mê cô thư ký nhà nghèo. Đại gia thì mê cô bồi bàn, đứng chờ cả đêm dưới mưa. Làm gì ngoài đời có cái chuyện đó được. Phim á, là phải phản ánh cuộc sống đời thường mới đáng xem chứ. Ông Lương thấy rõ là Hồng Đoan mâu thuẫn. Đại gia mê cô gái nghèo chính là chuyện tình của ông và Hồng Đoan. Sao nàng không nhận ra? Ông còn hơn cả đại gia nữa, bởi đại gia chỉ có tiền, còn ông thì có cả tiền lẫn quyền. Mà trong xã hội Việt Nam ngày nay thì quyền mới thực sự là quan trọng. Tuy vậy ông chỉ nghĩ trong đầu thế thôi, chứ không nói ra sợ Hồng Đoan xấu hổ. Ông cười chống chế, anh có để ý đến cốt truyện đâu. Thấy nó thu hình đẹp thì xem cho vui thôi. Nói gì thì nói cũng phải công nhận Hàn Quốc có công mở đường cho cái kỹ thuật thu hình chú trọng đến cảnh đẹp và người đẹp. Nhờ vậy các nước khác như là Trung Quốc, Hồng Kông với Việt Nam mình đều phải đi theo, mặc dù chả có nước nào theo kịp. Hồng Đoan nói xuôi theo, thì cũng chỉ được có một điểm là nhìn quần áo đẹp thôi. Tối nay ông Lương đang say sưa xem bộ phim Ngôi Sao Xuyên Duyên Kiếp thì đại tá Dương Hồng gọi. Gọi giờ này thì chắc phải là tin quan trọng. Ông chộp ngay điện thoại đưa lên nghe, trong khi Hồng Đoan lấy remote control vặn nhỏ TV xuống.
Con Hạ, người yêu của con, nó nói đúng. Công an bắt được thằng Thừa rồi. Thằng Thừa thú nhận đã giết bà Kim Ngư. Công an tịch thu lại hết tất cả tang vật, tiền vàng, nữ trang nó lấy của bà ấy. Con báo tin ngay cho con Hạ nó biết. Lúc ấy, Quân đã lên thị xã để sáng mai đi làm. Nghe bố nói, Quân thở phào nhẹ nhõm. Ôi, con cảm ơn bố. Không có bố thì chuyện này chắc chả bao giờ ra ánh sáng. Mà không ra ánh sáng thì oan cho thằng Duy quá. Thôi để con nói ngay cho Hạ nó biết. Ông Lương vắn tắt kết luận. Bây giờ bố chạy lại trụ sở công an đây. Vì họ dẫn thằng Thừa về và đem tang vật về đấy. Thôi, thôi bố đi đây. Ông Toàn toát máy thì Quân sực nhớ ra, vội vã hỏi thăm thêm một câu quan trọng. Bố ơi, bắt được thủ phạm rồi. Bố có bảo công an thả thằng Duy ra hay không? Ông Lương chưa nghĩ đến điều đó. Ông bảo, ừ, để bố chạy sang bên ấy bây giờ. Nếu họ chưa tha thì bố sẽ bảo họ cho thằng Duy về. Cúp phone rồi, Quân lật đật ngồi dậy, vói tay bật đèn rồi lấy điện thoại gọi gấp cho Hạ. Anh hình dung niềm hoan lạc trong ánh mắt sáng ngời của Hạ khi nhận được bản tin đặc biệt này. Quân biết Hạ thao thức chăn trở, chỉ vì muốn giải thoát cho Duy khỏi vòng tù tội. Người con mất mẹ đã đau khổ tới tận cùng rồi, nếu lại còn bị xã hội nguyền rủa vì âm mưu giết mẹ, thì còn lời lẽ nào để nói lên nỗi uất hận của Duy ở trong tù. Và quả đúng, như Quân đoán, Hạ đang trằn trọc nghĩ đến cảnh tan nát của gia đình bà Kim Ngư, thì có tiếng phone reo. Thấy số của Quân, nàng hỏi ngay. Ơ, có việc gì mà gọi em khuya thế? Giọng Quân như reo vui. Em ngủ chưa? Anh đoán là chưa, vì anh còn chưa ngủ thì huống hồ là em. Bố anh vừa gọi điện cho, anh biết. Đã bắt được ông Thừa rồi, bắt tại nhà. Ông ấy thú nhận đã giết bà Kim Ngư. Công an tịch thu lại tất cả tang vật. Nhưng tin vui nhất cho em là bố anh sẽ chỉ thị công an trả tự do ngay cho thằng Duy. Giờ này chắc là nó về nhà rồi. Hạ đang nằm ngồi bật dậy và kêu lên. Ôi trời ơi, thế thì em phải cảm ơn bố anh. Cả nhà anh Duy phải cảm ơn bố anh. Em nói rồi mà, bố anh không nhúng tay vào thì làm sao mà lôi ra ánh sáng được. Quân chia sẻ niềm vui của Hạ, nhưng làm bộ trách. Em nói thế thì bất công với anh quá. Đã đành là bố anh ra tay thì mới thành công. Nhưng nếu không có anh đến tận trụ sở thuyết phục bố anh, thì bố anh có biết chuyện gì mà ra tay. Thành ra anh mới là cái người quan trọng. Em phải cảm ơn anh. Hạ cười thoải mái. Nếu mà nói như anh á, thì công to nhất là công của em đây này, hơn cả anh luôn á. Vì em ngỏ ý nhờ anh, rồi anh mới nhờ bố anh. Đầu dây mối nhợ vẫn là em. Quân kết luận. Anh nói đùa thôi, giải quyết xong cho gia đình bà Kim Ngư là mừng rồi. Thôi em an tâm đi ngủ đi. Nhưng Hạ buồn rầu nói. Anh ơi, chắc sáng mai em phải đi gặp bác sĩ. Bác sĩ Vũ Đông. Bác sĩ dặn là hễ khi nào mà cần thì cứ gọi thẳng số di động cho ông ấy. Quân lo lắng hỏi. Em ốm hay sao mà phải gặp bác sĩ Đông? Hạ tỉ mỉ trình bày. Em mệt mỏi quá rồi anh à. Em cần hỏi bác sĩ xem là có cái thuốc gì để mà mình khỏi nằm mơ. Chứ chỉ mới có một giấc mơ giết người mà em đã mất ăn mất ngủ. Nếu này mai cứ tiếp tục mơ như thế này thì em sống làm sao được. Quân nghe buồn quá nhưng chẳng biết tính sao, chỉ nói. Ừ, em gặp bác sĩ xem ông ấy bảo sao. Có gì thì điện ngay cho anh biết. Thôi anh ngủ lại đây. Sáng hôm sau Hạ đến bệnh viện gặp bác sĩ Vũ Đông. Bệnh nhân ngồi chờ la liệt ở hành lang, có người mệt mỏi nằm lăn ra nền gạch. Nhưng khi Hạ bước vào để ghi danh thì cô thư ký nhận ngay ra Hạ. Rồi hai cô y tá cũng nhớ ra Hạ. Một cô sửng sốt kêu lên. Ôi trời ơi, nhớ rồi. Cô bị sét đánh không chết đúng không? Thế là cả một dãy hành lang, nhân viên vội vã truyền tai nhau. Bệnh nhân cùng ngước lên nhìn, ai cũng muốn nhận ra cho rõ khuôn mặt của một người con gái từng bị sét đánh chết rồi lại sống dậy. Bản tin này cách đây mấy tháng từng làm chấn động phố huyện, ai cũng bàn tán. Không ngờ hôm nay họ được tận mắt nhìn thấy Hạ. Cô thư ký bỏ bàn giấy chạy ra hành lang nắm tay Hạ lôi vào, vì cô muốn dành ưu tiên cho Hạ gặp bác sĩ trước. Cô rành mạch kể. Trời ơi em ơi, chị không có làm ca đêm nên cái tối cái hôm mà em bị nạn chị không có gặp em. Nhưng mà hôm sau vào bệnh viện ai cũng kể cho chị nghe. Hai người bị sét đánh, một người chết, một người sống lại. May quá, hôm nay mới được gặp em,
Tí nữa cho chị chụp hình chung nhé. Hạ vừa ngạc nhiên vừa buồn cười. Chỉ nhờ bị sét đánh mà nàng trở thành nổi tiếng, hay ít ra ai cũng cảm thấy thân với Hạ. Đúng ra là họ thương chứ không phải là thân. Cô thư ký bảo Hạ ngồi ở phòng đợi rồi tìm hồ sơ của Hạ trên máy vi tính. Một phút sau, cô thò đầu vào buồng khám bệnh, bảo bác sĩ Vũ Đông đang cúi đầu viết toa. Bác sĩ, có cô Hạ hôm trước bị sét đánh. Bác sĩ Đông giật mình ngẩng lên và bảo, đưa ngay cô ấy vào đây. Hạ bước vào, bác sĩ Vũ Đông chăm chú quan sát, thấy Hạ không có dấu hiệu gì bất thường, nhất là đôi mắt rất tinh anh. Ông mời Hạ ngồi xuống cái ghế trước bàn và nói, tôi vẫn cố ý chờ cô mấy tháng nay mà không thấy cô gọi điện hoặc đến gặp tôi, chứng tỏ mọi sự tốt đẹp, có phải không cô? Thế hôm nay cô đến gặp tôi có chuyện gì nào? Hạ nói, thưa bác sĩ, em nhớ cái hôm đó bác sĩ nói với em là trời đánh không chết thì chắc là cô sẽ sống đến 100 tuổi. Nói chung thì em chả có bệnh tật gì cả. Nhưng mà em chỉ khổ vì những cái giấc mơ, cho nên hôm nay em phải gặp bác sĩ. Rồi Hạ vắn tắt kể cho ông nghe về những giấc chiêm bao kỳ lạ của mình và kết luận. Em đến hỏi bác sĩ xem là có cái thuốc gì uống cho mình khỏi mơ mộng không? Chứ mơ kiểu này thì em mệt mỏi lắm ạ. Bác sĩ Vũ Đông mặc áo khoác trắng, ống nghe đeo trên cổ. Đó là cái hình ảnh biểu tượng thường thấy ở bất cứ bác sĩ nào lúc đang làm việc. Nghe Hạ kể, ông ngạc nhiên lắm. Ông gỡ cái ống nghe bỏ xuống bàn rồi tỉ mỉ giải thích với Hạ. Không có thuốc nào uống để khỏi mơ cả. Và lại y khoa cũng không thấy mơ có gì đáng sợ, nên chẳng ai nghiên cứu để tìm ra thuốc chống mơ bao giờ. Ai ngủ cũng mơ cả, chỉ có điều là những giấc mơ có khi tỉnh dậy người ta nhớ, có những giấc mơ khi tỉnh dậy người ta quên. Trên lý thuyết thì mơ chỉ là sự tái hiện những cái hình ảnh người ta đã gặp ban ngày, nhưng nó lộn xộn, nó không có theo cái thứ tự gì nhất định. Nhưng mà chỉ riêng cái trường hợp của cô, nếu đúng như mà cô kể thì là một hiện tượng rất là lạ. Tôi chưa nghe nói đến bao giờ. Hạ buồn rầu gật đầu. Vâng, thì em cũng biết là lạ. Giấc mơ nào của em nó cũng giống như là một phim truyện á, diễn ra rất cụ thể, rõ ràng. Và quan trọng nhất là hễ mơ thấy cái gì thì chuyện ấy xảy ra ngoài đời. Chẳng hạn như là cái chết của bà Kim Ngư mà em vừa mới kể cho bác sĩ đó. Bác sĩ Vũ Đông trầm tư nhìn Hạ và buột miệng than. Lạ quá nhỉ. Rồi ông kết luận, rất tiếc là tôi không giúp gì được cô, nhưng tôi sẽ viết báo cáo về trường hợp của cô xem hội đồng giám định y khoa có ý kiến gì hay không. Hạ đứng dậy, bác sĩ Vũ Đông cũng đứng lên theo và ân cần tiễn cô ra tận hành lang. Lại một lần nữa, mọi người đều ngẩng lên chăm chú nhìn Hạ. Trước khi chia tay, bác sĩ Vũ Đông nhắc lại, bất cứ khi nào cần, cô cứ lại thẳng đây gặp tôi, hoặc gọi di động cho tôi cũng được. Hạ cúi đầu nói, cảm ơn bác sĩ, em chào bác sĩ. Hạ rẽ xuống sân và lấy xe phóng ra cổng bệnh viện. Cái tin Nguyễn Văn Thừa bị bắt tại nhà và chính miệng Thừa thú nhận đã siết cổ bà Kim Ngư bùng nổ còn lớn hơn cả bản tin bà Kim Ngư bị giết. Bà Kim Ngư bị giết làm dân phố huyện sợ hãi, Nguyễn Văn Thừa giết người cướp của làm dân phố huyện sững sờ. Cái người ngư phủ hiền lành ấy bao nhiêu năm nay vẫn ở ngay bên cạnh họ, có ai ngờ đâu lại là tên sát nhân tàn bạo giết một người quen. Bà Hoan bán cá, khách hàng thường trực của Thừa, đờ đẫn như người mất trí, nhìn xuống dòng sông nơi chiếc thuyền của Thừa vẫn đậu ở đó, lẩm bẩm đọc câu ca dao. Sông sâu còn có kẻ dò, lòng người nham hiểm ai đo cho vừa. Rồi cả một khu chợ ồn ào bàn tán và suy diễn về hành vi của Thừa. Có bà mạnh miệng nói, thấy chưa, mọi người thấy chưa, ai cũng bảo là cái mặt lão nom hiền lành, nhưng mà không ai chịu để ý cái đôi mắt của lão. Mắt lão thuộc cái loại là mắt ác, mắt hiểm, cho nên lão mới giết người không gớm tay chứ. Bà Cảnh bán guốc không nhận xét gì về Thừa mà chỉ hết lời ca ngợi công an đã phát hiện được tội phạm. Bà nói, phải phục là họ giỏi, làm thế nào mà họ biết được thủ phạm là thằng Thừa. Ông nhà tôi thì ông bảo là lúc đầu họ giả vờ bắt thằng Duy, con bà Kim Ngư, là để đánh lạc hướng, để thủ phạm an tâm đừng có bỏ trốn. Rồi họ điều tra khẩn cấp và phát hiện ra là thằng Thừa. Bắt thằng Duy là bắt chơi thôi, bằng cớ là nó có bị đánh đập gì đâu. Nhưng mà cái thằng Thừa này rồi thì sẽ ốm đòn đấy.
Chính bà Tiếp cũng cho là công an có công lớn vì đã bắt đúng thủ phạm. Bà không hề biết đầu mối là do con gái bà, bởi Hạ không kể cho bố mẹ nghe về những giấc mơ của mình. Cả một tuần lễ liên tiếp, hàng quán nào cũng chỉ có một đề tài Nguyễn Văn Thừa, chẳng biết đến ngày nào mới chấm dứt. Hai hôm sau, Nguyễn Duy sai cô em kế là Hiên mang 10 lạng vàng sang biếu thiếu úy Vũ để cảm ơn Vũ đã tìm ra thủ phạm giết bà Kim Ngư, và nhờ vậy mà Duy mới được thả về. Số vàng này nằm trong những tang vật mà Thừa lấy trộm, được công an tịch thu lại và trả về đầy đủ cho Duy. Ba anh em Duy, Hiên và Hảo đã ôm nhau khóc thảm thiết lúc Duy từ nhà tù trở về. Hai ông em rể của Duy cũng có mặt, cùng chạy lao ra ôm lấy Duy mừng mừng tủi tủi. Ngay hôm sau, Duy đón thầy về làm lễ cầu siêu thật lớn cho mẹ tại nhà. Xong hết mọi thủ tục, Hiên mới bảo: đằng nào thì mẹ cũng mất rồi, nhưng mà các em sợ nhất là anh bị bắt. Người anh gầy gò như thế này mà lọt vào tay công an thì có về được, cũng uống thuốc cả đời chưa lại sức. May nhờ trời thương anh được thả. Duy ngắt lời: anh ấy thì anh tin chắc là vong linh của mẹ phù hộ cho anh. Cả hai cô em gái cùng gật đầu. Hai cô đều mới lấy chồng nhưng chưa ai có con. Hôm nay đoàn tụ giống như hai năm trước, còn ở chung nhà với mẹ và Duy. Duy bảo Hiên: nhờ công an phát hiện được tội phạm, anh mới được tha, và nhất là của cải đã mất lại lấy lại được. Bây giờ em đem 10 cây vàng sang biếu thiếu úy Vũ, gọi là chút quà bồi dưỡng để cảm ơn họ. Nghe Duy nói, Kỷ chồng Hiên giật mình đưa mắt nhìn vợ. Hiên hiểu ý, vội dè dặt hỏi Duy: anh Duy ơi, 10 cây vàng có nhiều quá không anh? Duy đã tính sẵn trong đầu vội đáp: tất nhiên là nhiều chứ, nhưng các em thử tính xem. Anh được tha rồi, của cải mình bị mất trộm lại trả về cho mình, biếu họ có 10 cây cũng là xứng đáng. Hai cô em Hiên và Hảo đều gật đầu nhất trí. Chẳng những thế, cô Út Hảo còn nhấn mạnh: đúng rồi, anh Duy nói đúng rồi. Giả như mà có phải bán nhà để chạy án cho anh thì chúng em cũng vẫn phải làm cơ mà. Bây giờ anh được tha về rồi, không tốn đồng nào mà tiếc gì 10 cây vàng chị Hiên. Hiên hiểu ra, quay nhìn chồng gật đầu bảo: ừ thôi thì anh tính thế cũng phải. Vẫn biết thời buổi bây giờ thì 10 cây vàng nó cũng to lắm. Ôi nhưng mà thôi, to thì to, mình phải tỏ ra là mình biết điều. Nội cái chuyện mà họ tịch thu lại tất cả tiền vàng rồi nữ trang của ông Thừa lấy của mẹ mình, bây giờ họ coi như họ giấu luôn thì không giả lại thì mình cũng đâu làm gì được đâu mà đòi. Hiên phân tích rõ như thế mà hai ông em rể của Duy vẫn đứng yên, không bày tỏ một chút tán đồng. Tuy chẳng nói ra nhưng cả hai đều thấy số tiền bồi dưỡng cho công an như thế là quá phi phạm, nhất là Kỷ trong thâm sâu không vui chút nào ngay từ lúc Duy được trả tự do. Từ hôm mẹ vợ bị giết rồi thêm anh vợ bị bắt, Kỷ coi như cái tài sản này, cái cửa hiệu này đương nhiên sẽ thuộc về vợ chồng Kỷ, bởi Hiên là người lớn nhất còn lại trong gia đình. Duy tuy là con trai trưởng nhưng chưa có gia đình, giờ này lại bị bắt về tội giết mẹ thì không trông mong gì có ngày thấy lại ánh sáng tự do. Nhẹ lắm cũng tù chung thân, nhưng cứ sự thường là Duy sẽ bị tử hình. Cái hiệu Kim Ngư này ai sẽ kế thừa nếu không phải là vợ chồng Hiên? Niềm vui trong lòng Kỷ mới chớm nở được có mấy ngày thì Duy lù lù trở về. Cái thế thượng phong bỗng mất hẳn để trả lại vị trí anh cả là Duy. Bố mẹ mất cực thì Duy mới đích thực là quyền huynh thế phụ, mà hai cô em ngoan ngoãn nghe theo. Nhịn không được, Kỳ hỏi Duy: thế anh có định bán căn hộ này không? Mẹ mất rồi thì giữ cửa hàng này làm gì? Ai trông nom? Ý Kỳ chỉ muốn Duy bán tiệm rồi đem hết tài sản bà Kim Ngư để lại, chia đều làm 3 phần, trong đó có vợ Kỳ là Hiên. Nhưng Duy nhìn các em thành thật bảo: anh chưa tính gì cả, mẹ mới nằm xuống mà. Nếu có thì cũng phải chờ sau 49 ngày, làm lễ cho mẹ xong đã.
Ngược với Kỳ, cô Út Hảo thì lại sợ Duy bán nhà vì không muốn lưu lại nơi mẹ đã chết, nên cô vội chen vào. Thôi anh ơi, bây giờ giá nhà nó đang xuống lắm, bán lúc này lỗ chết. Duy giải thích, nhà chỗ khác mới xuống giá, chứ mặt tiền phố huyện này thì có bao giờ sợ lỗ. Có điều là anh chưa có tính để bán cái gì cả. Kỳ ấm ức lắm, nhưng rể là người ngoài nên gã chỉ xúi vợ đứng lên tranh đấu cho quyền lợi của mình, chứ bản thân gã không có quyền trực tiếp can dự vào tài sản của bà Kim Ngư. Gã ghé tai Hiên bảo, chỉ vì ông Duy ham chơi, ham cá độ, bỏ mẹ nằm một mình nên mẹ mới bị giết. Bây giờ ông ấy lại hưởng nguyên cả cái tài sản của mẹ hay sao? Phải chia đều chứ. Kỳ muốn nhồi vào đầu Hiên mối ác cảm dành cho Duy để cất lên tiếng nói rằng Duy không xứng đáng hưởng tài sản của mẹ. Nhưng Hiên nhẹ nhàng trả lời chồng. Anh à, hôm qua anh Duy có bảo với em với cái Hảo là chuyện nội bộ gia đình mình không nên bàn với người ngoài. Mẹ vẫn thường nói câu dâu là con mà rể là khách. Việc riêng của nhà mình chỉ có ba anh em mình là bàn với nhau thôi. Kỳ thất vọng lắm, không ngờ cái thằng gầy gò như thế mà lại rất cứng rắn. Và đáng nói hơn nữa là Duy bảo gì hai cô em cũng răm rắp nghe theo. Thế là Hiên ôm gói vàng sang trụ sở công an. Thiếu úy Vũ đang ngồi trong phòng riêng nhận gói quà của Hiên với cả tấm lòng thanh thản và niềm hạnh phúc chan hòa. Bởi 10 cây vàng là món tiền quá lớn, chưa có ai cho gã bao giờ, trừ những chuyến hàng tham nhũng. Vũ nói đưa đẩy vài câu làm bộ từ chối, nhưng Hiên tha thiết bảo, anh ơi, của ít lòng nhiều, xin anh vui lòng nhận cho. Em mà đem về cũng không được vì anh Duy sẽ chửi em chết. Vũ đành miễn cưỡng nhận để khỏi phụ lòng tốt của người ta. Hiên đi rồi, Vũ mở gói quà ra, ánh mắt sáng rực nhìn những thoi vàng 4 số 9 rực rỡ hào quang. 10 cây vàng này là quà bồi dưỡng, là bày tỏ lòng biết ơn, chứ không dính dáng gì đến tham ô. Vũ sẽ cho 3 nhân viên tháp tùng đi bắt thừa, mỗi người 1 cây, còn lại 7 cây là phần của Vũ. Nhưng ngẫm nghĩ một lúc, Vũ thấy không ổn, đã đành đây là quà bồi dưỡng thưởng cho người có công bắt can phạm Nguyễn Văn Thừa. Nhưng người có công thật sự là đại tá Dương Hùng chứ không phải Vũ, bởi Vũ chỉ chấp hành chỉ thị. Vũ nhận món quà này, sớm muộn gì cũng đến tai đại tá Dương Hùng. 1-2 chỉ vàng thì không sao, nhưng tới 10 cây thì không thể qua mặt sếp được. Chẳng thà Vũ lên gặp thằng đàn anh thành khẩn khai báo, rồi tùy đàn anh quyết định. Mười mấy năm trong nghề, Vũ đã biết nhiều trường hợp đàn em bị trù dập, bị mất chức, bị đi đày chỉ vì không biết điều với cấp trên. Thế là Vũ ôm gói vàng chạy lên gặp riêng đại tá Dương Hùng, kể rõ đầu đuôi. Dương Hùng hài lòng lắm, ông dự định chỉ lấy 5 cây thôi, còn nửa kia thì thế tặng lại cho Vũ và toán cảnh sát điều tra có công bắt Nguyễn Văn Thừa. Nhưng ngẫm nghĩ một chút, đại tá Dương Hùng lại thấy không ổn. Công lao đích thực là của Phó Chủ tịch Nguyễn Trung Lương, Dương Hùng chỉ chấp hành chỉ thị mà thôi. Lấy số vàng này thế nào cũng lộ, cũng đến tai đàn anh. Cho nên đại tá Dương Hùng chỉ giữ gói vàng có 1 ngày, rồi khệ nệ bưng sang gặp Phó Chủ tịch. 5-10 cây vàng đối với Dương Hùng còn quá nhỏ, huống chi đối với Phó Chủ tịch Lương tiền rừng bạc bể. Nhưng ít hay nhiều thì cũng phải khai báo với đàn anh. Ông Lương hài lòng nhận gói vàng, luôn mồm khen anh em nhà thằng Duy biết điều. Ông định chỉ lấy 5 cây thôi, rồi cho lại đại tá Dương Hùng 5 cây. Nhưng ngẫm nghĩ một chút, ông lại thấy không ổn. Công lao đích thực trong vụ này là Quân, con trai của ông, hay đúng hơn là Hạ, người yêu của con ông. Chứ ông đâu có dính dáng gì. Chẳng qua vì chiều ý con mà ông chỉ thị công an ra tay mà thôi. Thế thì 10 cây vàng kia phải thuộc về con ông mới đúng. Với ông thì 10 lượng vàng có thấm vào đâu. Nhưng với Quân và Hạ thì khá nặng ký. Ông muốn nhân dịp này dùng món quà của người Phúc ta tặng cho con để lôi kéo nó về hẳn phía ông. Đừng nghe lời mẹ mà rêu rao chống đối ông nữa. Còn đại tá Dương Hùng và đội cảnh sát điều tra thì ông chỉ cần phát cho mỗi đứa một tờ giấy biểu dương là hạnh phúc lắm rồi. Nghĩ thế, ông lấy phone cho Quân và thuyết phục. Thứ bảy con về, đưa Hạ lại ăn cơm với bố. Bố có món quà tặng cho nó.
Nhân tiện thì bố cũng muốn hỏi thăm nó về những giấc mơ nó kể. Hôm con với nó đến trụ sở, nó nói chuyện nằm mơ thấy người giết bà Kim Ngư. Thật tình thì bố không tin, chỉ vì nể con mà bố bảo công an điều tra thằng Thừa. Không ngờ đấy lại là sự thật, làm bố giật mình và cứ suy nghĩ mãi về chuyện con bé bị sét đánh. Dầu sao đi nữa thì nó cũng sắp là con dâu của bố. Bố muốn tìm hiểu thêm, con nhớ đưa nó lại đằng bố, độ 6 giờ chiều thứ bảy là vừa đẹp. Ông Lương nói một hơi dài, giọng tha thiết, ít khi Quân nghe được ở ông, làm Quân thấy nao nao cảm động. Nhưng cùng lúc đặt Quân vào tình huống rất khó xử. Dù chuyện này đến tai mẹ Quân thì bà sẽ đau buồn đến mức nào? Im lặng một chút, Quân đáp. Để con hỏi ý Hạ rồi con gọi điện cho bố. Quân nói thế tức là anh đã siêu lòng rồi, bởi anh biết Hạ rất muốn gặp Hồng Đoan, người mà nàng hằng ngưỡng mộ. Quả nhiên, chiều thứ bảy, Quân đưa Hạ đến căn nhà đẹp nhất phố huyện, nằm ở ngã ba sông Linh Giang. Phố huyện chỉ có một bên là các cửa hàng san sát nhau, nhìn ra con lộ chính tráng nhựa, xe lưu thông hai chiều, kế đến là lề đường, tức là bờ sông, chỗ hẹp nhất khoảng 2 mét, còn trung bình rộng đến 4 hay 5 mét. Nhưng cái khoảng lề đường rộng 4-5 mét ấy bị dân chúng chiếm ngủ không biết từ lúc nào. Họ tự động dựng lều, dựng chòi làm chỗ bán hàng vặt hoặc sinh sống luôn trong những cái chòi tồi tàn ấy. Ăn uống, giặt rũ, tắm rửa và thậm chí phóng nguế, tất cả đều diễn ra trên một dòng sông nhỏ. Dãy lều vá víu ấy làm cho phố huyện mất hết nét thẩm mỹ, khách bộ hành không có lối đi và người ngồi xe trên con lộ chính cũng không còn nhìn được dòng sông nữa. Huyện ủy và ủy ban chịu không nổi cảnh tượng hỗn độn và thiếu vệ sinh ấy mới quyết định ban hành lệnh giải tỏa. Giải tỏa không bồi hoàn vì lý do tự căn bản cư dân đến đây đã là bất hợp pháp rồi. Thông cáo chỉ gia hạn cho 90 ngày để họ dọn dẹp và di chuyển, sau đó là công an đem xe đến ủi sạch. Dù dân chúng có gào thét, chửi rủa cũng mặc. Lúc ấy ông Lương chưa lên làm phó chủ tịch huyện, ông còn đang đặc trách về kiến thiết và xây dựng, nên ủy ban giao cho ông chỉ đạo công tác biến lề đường dọc bờ sông thành nơi dạo mát cho khách bộ hành. Ông năng nổ bắt tay ngay vào việc. Chỗ rộng nhất thì ông cho xây công viên, trồng đủ các loại hoa bốn mùa. Còn lại suốt dọc bờ sông, ông cho lót gạch đỏ, dựng cột đèn kiểu Âu Châu, trông rất văn minh. Kéo dài từ đầu phố đến ngã ba sông, ông cũng rời bến đò ra gần chân cầu ở cuối phố và đặt hàng ghế băng rải rác suốt quãng đường để khách ngồi nghỉ chân. Từ đó chiều chiều người ta tấp nập rủ nhau ra dạo mát, lâu lâu còn có những buổi ca nhạc do cán bộ văn hóa thông tin huyện biểu diễn. Đó là một thành tích rất lớn của ông Lương mà giờ này dân chúng phố huyện vẫn còn ghi nhớ. Ở xã Hoài An, một trong những xã trù phú và văn minh nhất cách phố huyện độ 10 cây số, vừa mới hoàn thành ngôi trường phổ thông cấp 2 theo mô hình kiểu mẫu. Ủy ban xã và ban giám hiệu mời huyện về động viên học sinh và phụ huynh. Ủy ban cử ông Lương đại diện xuống tham quan vì ông có những nhận xét rất sâu sắc về thiết kế và xây dựng. Có cô gái trong ban tiếp tân bưng cái khay đựng cái kéo để ông Lương cắt băng cánh thành. Rồi sau đó suốt buổi tiệc trà, cô luôn luôn đi sát bên cạnh ông, lấy nước ngọt, thức ăn hoặc bánh kẹo mời ông. Ông cảm động hỏi, cô làm gì ở dưới xã, ngành ban nào? Cô gái lắc đầu cười. Dạ, em chả có làm gì cả. Năm ngoái, hội phụ nữ tổ chức thi sắc đẹp lần đầu tiên. Em đoạt vương miện hoa hậu ạ. Hôm nay có anh là nhân vật quan trọng từ huyện xuống. Các anh trong ủy ban nhờ em tiếp khách, có thế thôi ạ. Ông Lương xúc động, muốn rơi nước mắt. Ủy ban đưa người đẹp nhất xã ra để chiêu đãi ông, ân cần và chu đáo quá. Ông đổi cách xưng hô, thân mật hỏi. Xin lỗi, thế em tên là gì? Em có muốn lên làm việc trên huyện hay không? Cô gái tự tin đáp. Chắc anh bận quá, không bao giờ dở mạng ra xem. Em là Hoa hậu Nguyễn Thị Hồng Đoan. Anh vào Facebook của em, anh sẽ biết em nhiều hơn. Công ty lụa tơ tằm ở đây này, hay nhờ em làm người mẫu cho những mặt hàng mới ạ. Ông Lương sực nhớ ra. Trên đường vào xã, hai bên bờ sông bát ngát những ruộng dâu, đúng như câu ngàn dâu xanh ngát một màu.
Bởi vậy, Hoài An mới nổi tiếng về lụa tơ tằm cổ truyền, cung cấp mẫu hàng cho Hà Nội, Sài Gòn và thậm chí xuất khẩu sang Âu Châu. Ông Lương lấy trong túi tấm danh thiếp trao cho cô và dặn nhỏ: "Nếu em có ý định lên làm việc trên huyện thì liên hệ với anh. Anh đang cần một người thư ký như em." Nàng cất tấm danh thiếp của ông vào bóp rồi nhìn ông cười thoải mái và nói đùa: "Em không biết là anh có trả nổi mức lương em đòi không nữa. Nhưng mà thôi, dù sao thì em cũng xin cảm ơn anh ạ." À, vì người đẹp chiêu đãi quá ân cần nên khi lên phát biểu, ông Lương hết lời ca ngợi ngôi trường mới xây của xã Hoài An là một ngôi trường kiểu mẫu, xứng đáng là lá cờ đầu không phải chỉ riêng ở huyện mà trên phạm vi cả tỉnh. Các đồng chí trong Ủy ban Nhân dân xã cũng như ban giám hiệu sung sướng đưa mắt nhìn Hồng Đoan thầm bày tỏ lời cảm ơn. Bà chủ tịch hội phụ nữ lại càng rạng rỡ hơn bởi chính bà đã đề nghị Ủy ban xã bố trí Hồng Đoan đón tiếp ông Lương. Bà cẩn thận bảo Hồng Đoan: "Cô dặn cháu cái này nhé. Đại diện huyện xuống đây là đồng chí Nguyễn Trung Lương, trưởng phòng thiết kế và xây dựng. Cho dù ông ấy có già đến đâu, cháu cũng phải gọi là anh. Đừng có chú cháu gì cả, nhớ đấy." Hồng Đoan tò mò hỏi: "Nhưng mà ông ấy bao nhiêu tuổi ạ? Già chứ cô?" Chủ tịch hội phụ nữ nhấn mạnh: "Dĩ nhiên là phải già đi, cô mới dặn mày như thế chứ. Chứ còn trẻ thì nói làm gì. Vì già, mình phải cần gọi là anh, để ông tưởng là ông vẫn còn trẻ, hiểu chưa?" Tất cả những chỉ dẫn của chủ tịch hội phụ nữ đều được Hồng Đoan nghiêm túc chấp hành, đem lại kết quả mỹ mãn. Buổi chiều, ông Lương đang ngồi trong ô tô trên đường trở về huyện thì Hồng Đoan gọi. Đó là cú điện thoại định mệnh, mở đầu cho chuyện tình một già một trẻ của ông Lương và cô hoa hậu miền quê. Cái khổ của một cô gái nghèo mà lỡ trúng tuyển hoa hậu là ở chỗ: chẳng lẽ bây giờ quay về Thái Cám Lợn? Đã từng có những giây phút vinh quang, đã từng đứng dưới ánh đèn sân khấu, đã từng ăn trắng mặc trơn. Lùi bước làm sao được nữa? Nhìn quanh đám thanh niên trong xã, thấy chả ai xứng đáng với mình. Bởi lấy hoa hậu thì phải đủ khả năng để theo sát thời trang. Mà muốn tìm người đủ khả năng, nghĩa là có tiền, thì chắc chắn chả ai còn độc thân. Hoa hậu là cửa ngõ để tiến thân. Nhưng trong thực tế, ít có cô nào tiến thân đúng hướng, mà thường chỉ kết thúc bằng kiếp sống vợ bé, gái bao, hoặc thậm chí rước khách để kiếm tiền. Hoa hậu Nguyễn Thị Hồng Đoan thuộc loại may mắn, tuy cũng là vợ bé nhưng lọt vào tay người vừa có tiền vừa có quyền, lại biết quý trọng nàng chứ không có thái độ chủ nhân như nhiều đại gia khác. Cuối tuần nàng về thăm nhà, bà mẹ trố mắt nhìn con gái rồi thở dài than riêng với chồng: "Thời buổi này, lương giám đốc mà không tham ô cũng chả đủ sống, huống chi nó chỉ là thư ký. Thuê nhà riêng rồi quần áo lượt là, thỉnh thoảng nó lại còn rúi cho tôi vài triệu bạc. Tôi hỏi ông, moi ở đâu ra? Tiền trên trời rơi xuống hay sao?" Ông chồng hiểu ý vợ nhưng ông không bận tâm. Có đứa con gái biết dùng nhan sắc để đem tiền về là ông mừng rồi. Hai người thường hẹn nhau trong khách sạn nhưng phải chịu khó đi xa. Ông Lương thấy như thế bất tiện quá mà Hồng Đoan lại cứ thúc giục ông mua nhà để xây tổ ấm riêng cho hai người. Ông nhìn quanh và phát hiện ra ở cuối phố huyện, chỗ con sông Linh Giang chia làm hai nhánh, có mảnh đất rất đẹp của một gia đình nghèo. Ông Lương cho người đến hỏi mua, gia chủ bán ngay, vì biết cái thế của ông Lương không bán cũng không được. Huống chi ông Lương không ép giá, cứ theo thị trường mà tính toán, nên kẻ mua, người bán đều hài lòng. Có đất rồi, ông cấp tốc muốn người vẽ kiểu rồi giao cho một công ty xây dựng và giục họ phải hoàn thành càng sớm càng tốt. Gọi là căn nhà thì không đúng, bởi đó chính là một ngôi biệt thự hoành tráng, vừa rộng vừa đẹp, có 102 trong cả huyện. Từ đó Hồng Đoan về ở với ông, giã từ xã Hoài An. Nàng hay đi Hà Nội nghiên cứu thời trang trên net cũng như qua các tạp chí, nên chỉ một thời gian ngắn, nàng hoàn toàn lột xác, khác hẳn thuở còn ở dưới xã. Nhan sắc vốn đã có sẵn lại thêm trang phục mới lạ. Và một bước lên xe hơi, Hồng Đoan nhanh chóng trở thành đài các kiêu sa như con nhà quý tộc. Ông Lương say đắm nàng là điều dễ hiểu. Từ đấy ông quên dần căn nhà cũ, nơi có bà vợ chính thức ngày ngày mòn mỏi chờ đợi ông. Người ta cứ bảo phúc bất trùng lai, nhưng ông Lương thì khác. Có biệt thự, có người yêu, ông lại có luôn chức phó chủ tịch huyện.
vừa do huyện ủy sắp xếp lại nhờ những thành tích tốt của ông khi còn phụ trách công tác kiến thiết và xây dựng cho huyện. Cuộc đời ông bước sang một khúc rẽ mới, bỏ công theo cách mạng từ thuở còn học phổ thông cấp 3. Nhà ông Lương ít đón khách vì ông vẫn còn một chút ngại ngùng đối với dư luận quần chúng, huống chi Hồng Đoan lại thích khép kín, ít bạn bè. Ngay cả bà mẹ Hồng Đoan lâu lâu muốn đến thăm con, ông cũng không bằng lòng vì mẹ nàng thua ông đến 3 tuổi, rất khó xưng hô. Ông bảo, ngày rộng tháng dài đi đâu mà vội, chờ anh làm thủ tục ly hôn rồi anh cưới em, lúc ấy em đón mẹ em về ở luôn đây với vợ chồng mình cũng được. Hồng Đoan thở dài nói, ngay từ cái ngày mới quen anh, ngày nào cũng anh cũng bảo là sẽ ly hôn vợ để cưới em. Bây giờ gần 4 năm rồi, chả thấy nhúc nhích gì cả, bắt em chờ đến bao giờ nữa. Ông Lương chưa chính thức bỏ vợ cả, nhưng Hồng Đoan cần bao nhiêu tiền chu cấp cho mẹ nàng, ông Lương đều đưa ngay, không một chút đắn đo. Thôi như thế cũng là may mắn lắm rồi, Hồng Đoan tự nhủ như thế và ít khi nhắc chuyện ly hôn của ông nữa. Hôm nay Quân và Hạ có lẽ là người khách đầu tiên đến nhà ông Lương kể từ Tết đến giờ. Quân dừng xe trước cổng, Hạ bước xuống mở to mắt nhìn ngôi biệt thự, chiếm một diện tích mênh mông. Bảo vệ và lái xe của ông Lương đang đứng nói chuyện với nhau, nhận ra Quân vội chạy lại chào. Hai người rất nể Quân, cũng giống như đa số dân phố huyện, bởi Quân không hề ỷ thế bố mà hống hách như đa số con các quan chức. Anh tài xế tên Thìn vốn lái xe cho ông Lương từ ngày Quân chưa đi du học, giờ gặp lại Quân mừng quá, đỡ vội tay lái Honda của Quân và đẩy vào góc sân. Anh dựng xe rồi thành thật bảo, nghe ông nói cậu công tác trên tỉnh, tuần nào cũng phải đi đi về về vất vả quá. Sao cậu không xin ông cái ô tô con, đi lại cho nó nhàn thân. Quân cũng quý mến anh tài xế nên nói đùa, lương tôi ít lắm, có sắm được ô tô thì cũng chả có đủ tiền mà đổ xăng. Hạ đi bên cạnh nhất trí ngay với ông tài xế. Từ thị xã về đây xe Honda chỉ khoảng 2 tiếng, nhưng những khi trời mưa thì quá vất vả và có khi nguy hiểm nữa. Hạ vẫn nhớ cái hôm nàng và Phụng bị sét đánh khi băng ngang quãng đồng trống. Hạ quay nhìn Quân dè dặt nói, anh à, anh thử hỏi bố xem, bố anh có ô tô của nhà nước rồi, sao anh không mượn cái ô tô con của bố mà đi? Quân yên lặng không đáp. Anh đang buồn từ lúc đặt chân đến đây. Nhìn ngôi biệt thự cực kỳ hoành tráng bố Quân dành cho vợ bé, Quân chạnh lòng nhớ đến mẹ. Một đời chỉ được chia sẻ những khó khăn của chồng, chứ không được chung hưởng những vinh quang và hạnh phúc. Quân đang bâng khuâng suy nghĩ thì cánh cửa chính hé mở, Hồng Đoan từ trong nhà bước ra đón khách. Nàng mặc sơ mi trắng, quần tây màu cà phê sữa, ống nhỏ, khoác thêm cái jacket màu xanh nhạt, rất mỏng, phong cách rất nhàn nhã nhưng sang trọng. Quân ngại ngùng không biết xưng hô thế nào nên chỉ gật đầu chào. Hồng Đoan dường như không chú ý đến Quân, chỉ tươi cười nắm tay Hạ, thân mật lôi vào. Chị người làm đang dọn thức ăn lên bàn, hương vị ngào ngạt. Vì ông Lương đòi hỏi thứ gì cũng phải ăn nóng, ông đã ngồi sẵn ở đó, cốc rượu đỏ để trước mặt, hai tay mở rộng tờ nhật báo. Sau lưng ông, trên bức tường gỗ ngăn phòng ăn với nhà bếp, treo hàng loạt hình ảnh kỷ niệm những sinh hoạt đáng nhớ của ông. Những tấm ảnh này do Hồng Đoan lựa chọn trong quyển album, đem phóng lớn rồi gắn lên vách cho ông vui lòng. Chẳng hạn hình ông trao cúp bóng đá cho thủ quân Vũ Minh, hay ông đọc diễn văn khánh thành trường phổ thông kiểu mẫu xã Hoài An, nơi ông gặp Hồng Đoan, hoặc ông đứng chỉ đạo công tác xây dựng công viên trên phố huyện. Nói chung là hàng loạt hình ảnh mà ông hãnh diện phô trương để ai đến chơi cũng nhớ công lao ông đã đóng góp cho phố huyện. Một tấm ảnh khác đáng chú ý hơn là ông đứng bên cạnh cầu thủ đẹp trai Vũ Minh chuẩn bị đá trái bóng đầu tiên để khai mạc trận cầu năm 2013 tại sân vận động huyện. Ông hay chỉ lên đó và nói đùa với Hồng Đoan, thằng Vũ Minh này nó đẹp dai chả thua gì anh lúc còn trẻ. Chiều nay trong lúc chờ đợi Quân đưa Hạ tới, ông mở tờ báo liếc qua những hàng tít lớn cho qua thì giờ. Hạ theo Hồng Đoan vào, khẽ cúi đầu nói lớn, cháu chào bác ạ. Ông Lương quay nhìn nhưng chưa kịp đáp thì Hồng Đoan lại bảo Hạ, thôi cứ để hai bố con tâm sự với nhau, mình ra đằng sau ngồi nói chuyện thoải mái hơn. Vừa nói nàng vừa lôi Hạ ra ban công sau nhà, nơi có bộ bàn ghế mây mới tinh
lớp sơn dầu còn sáng loáng. Mấy cây liễu rú lá bên bờ có những nhánh lan phủ vào tận chỗ hai người ngồi, làm cảnh trí càng thêm thơ mộng. Ngồi ở đây nhìn xuống dòng sông nước chảy êm đềm, Hạ thấy lòng mình tràn ngập niềm vui vì không ngờ Hồng Đoan niềm nở với mình như vậy. Hạ nói, nhà đẹp quá, nhưng mà to quá, dì ở đây một mình chắc là lắm khi buồn lắm. Hồng Đoan cười gạt đi, thôi dì với già cái gì, chị em được rồi. Hạ đã là vợ chính thức của Quân đâu. Năm nay Hạ 23 tuổi phải không? Vậy là thua chị 5 tuổi. Hạ thân mật nói, em thích chị, em thích chị lắm ạ. Mỗi lần mà nhìn thấy chị ngoài phố, em cứ ngây người ra đứng nhìn, ai cũng khen chị vừa đẹp vừa sang. Hồng Đoan gật đầu, ừ, người khen cũng nhiều mà người chửi cũng đông lắm đấy. Hạ thành thật bảo, em thích nhất là cái kiểu ăn mặc của chị thế này này. Em cũng đi học về thời trang thiết kế, nhưng mà so với chị thì em quê nhiều lắm ạ. Hồng Đoan nắm bàn tay Hạ và bảo, thôi được rồi, để hôm nào chị đưa em xuống Hà Nội, tất cả hàng hiệu quốc tế đều nằm ở đấy, chứ trên tỉnh của mình thì chả có cái gì. Nghe nói trong thành phố Hồ Chí Minh còn nhiều mặt hàng hơn cả Hà Nội. Rồi Hồng Đoan đổi đề tài bảo, này, cái hôm mà nghe tin em bị sét đánh ấy, chị sợ quá. Mỗi lần trời sắp mưa, hãy cứ nghe tiếng sấm là sợ rồi. Rồi mới đây lại nghe cái tin bà chủ hiệu vàng Kim Ngư bị giết, mà chết rùng rợn quá. Chị đấy làm lạ là tại sao năm nay phố huyện xảy ra toàn là chuyện không may. Hạ ngắt lời Hồng Đoan, dạ nhưng mà may là nhờ có bố anh Quân rồi công an mới bắt được ông Thừa là người giết bà Kim Ngư, chứ không thì cứ nghĩ oan cho con bà ấy, tội lắm ạ. Câu chuyện mới bắt đầu thì chị người làm hé cánh cửa thò đầu ra nói, ông bảo là con mời bà với cô vào ăn cơm ạ. Hồng Đoan đứng dậy và bảo Hạ, thôi chỗ nữa mình nói chuyện tiếp, vào ăn đi, không tôi hai bố con chờ. Tại bàn ăn, ông Lương và Quân ngồi một bên, Hồng Đoan và Hạ kéo ghế ngồi đối diện. Hồng Đoan và Quân cả hai cùng ngại nói chuyện với nhau vì xưng hô quá khó khăn. Chị người làm bưng đĩa cá rô chiên giòn đặt trước mặt ông Lương, bên cạnh bát nước mắm gừng pha đặc sệt. Những con cá không lớn không nhỏ, rán vàng ngậy, quong queo là món mà ông Lương có thể ăn mỗi ngày. Chị so đũa trao cho Quân và hỏi xã giao, cậu Quân ở nước ngoài có đến mấy năm rồi, chắc cũng nhớ cái món ăn đặc sản này lắm phải không cậu? Chị hỏi thăm Quân không phải vì muốn làm thân với Quân, mà vì muốn làm vui lòng ông Lương. Tuy ông Lương vẫn trách Quân đứng hẳn về phía mẹ, thiếu tình nghĩa cha con, nhưng chị biết ông Lương chẳng những thương mà còn hãnh diện vì Quân đậu bằng ở nước ngoài. Ông muốn Quân đi theo hướng của ông làm giàu và hưởng thụ, nhưng Quân thấy con đường ông đi là sai. Quân chưa kịp đáp thì Hạ nhìn ông Lương và trả lời thay, dạ cháu cũng tưởng như thế đấy bác ạ. Nhưng mà hóa ra cháu lầm. Anh Quân bảo với cháu là bên Đức thì chả thiếu thứ gì, chả cá rồi bún măng ngan rồi bún chả rồi giả cầy tiết canh, ăn cái gì cũng có. Chị Dậu đứng xơi cơm vào bát cho từng người tò mò lắng nghe rồi kêu lên, à thế à, ôi dồi ôi, hóa ra bao nhiêu lâu nay mình lại cứ thương lầm, cứ tưởng là Việt kiều bên đấy thì không có tí thức ăn Việt Nam nào. Quân đỡ chén cơm từ tay chị và chậm rãi kể, những năm đầu thì tất nhiên thiếu thốn thật, thiếu mọi thứ, nhưng mà khi tôi sang thì cộng đồng người Việt đã lớn mạnh lắm rồi. Đó là buổi gặp gỡ đầu tiên, nhưng cũng là cái mốc thay đổi hẳn cách suy nghĩ của Hạ về Hồng Đoan. Nàng không phải là người lạnh lùng hay kiêu kỳ như Hạ thường nghĩ. Từ đó Hạ trở thành người bạn rất thân của Hồng Đoan. Hai người thường text message cho nhau liên tục, chuyện lớn, chuyện nhỏ đều kể hết cho nhau nghe. Chỉ riêng Quân bữa cơm đoàn tụ với bố sau bao nhiêu năm lạnh nhạt chẳng mang lại lợi ích gì cho anh, mà trái lại làm anh thêm mặc cảm tội lỗi đối với mẹ vì anh đã trái lời mẹ làm hòa với ông Lương. Lúc chia tay, ông Lương lấy gói quà 10 lạng vàng của Duy trao cho Hạ, nhưng Hạ nhất định không nhận. Ông nói, không phải quà của bác cho cháu đâu, cháu đừng ngại. Anh em nhà thằng Duy, con bà Kim Ngư gửi biếu cháu để cảm ơn, vì nhờ cháu mà công an mới phát hiện ra thủ phạm giết mẹ nó. Hạ vẫn lắc đầu dứt khoát. Dạ dạ không ạ. Một là bác giả lại hộ cháu, hai là bác tặng cho các anh công an để biểu dương họ. Cháu không có công gì trong đây đâu ạ. Quân cũng nhìn Hạ gật đầu nhất trí. Ông Lương đành giữ lại cho đại tá Dương Hùng. Đại tá Dương Hùng lấy một nửa
còn 5 cây tặng toán cảnh sát điều tra của thiếu úy Vũ. Hồng Đoan kết thân với Hạ. Thư qua thư lại rất nồng nàn, nhưng có một điểm mà Hồng Đoan không vui. Một cô gái nghèo ngồi bán vải mà nhất định không nhận 10 cây vàng ông Lương trao tặng, chứng tỏ Hạ không có máu tham, mà người không có máu tham thì rất khó mua chuộc. Lúc Hạ và Quân vừa ra khỏi nhà, Hồng Đoan bảo ông Lương: "Anh à, em cố ý em nói chuyện thật nhiều với cái Hạ, để xem coi là nó có bình thường hay không. Vì em nghe bảo là người bị sét đánh thì đầu óc dễ lệch lạc, có khi bị tâm thần dở dở ương ương. Nhưng mà xem chừng ra con bé này nó sáng suốt lắm đấy." Ông Lương gật đầu nói: "Hôm nọ nó có đến trụ sở gặp anh, anh cũng cố ý theo dõi thì thấy nó bình thường lắm." Hồng Đoan cười: "Nói chuyện thì bình thường, nhưng mà tư duy thì không thể bình thường được. Không có đồng bạc dính túi mà anh cho nó 10 cây vàng nó không lấy, thế thì tâm thần rồi còn cái gì nữa." Ông Lương cũng cười theo Hồng Đoan. Cả ông và Hồng Đoan đều chưa biết bà Cảnh trúng độc đắc từng đem đến tận nhà tặng Hạ tới 1 tỷ mà Hạ cũng không nhận. Đối với Hồng Đoan, chắc Hạ cần vào nhà thương điên điều trị. Riêng ông Lương thì cảm thấy rất tội nghiệp Quân. Cha con mấy năm không gặp nhau, bữa tiệc này mới có dịp ngồi trò chuyện với con, hiểu được những suy nghĩ của con. Ngày xưa ông cũng đã từng trải qua những năm tháng sống rất lý tưởng, như Quân bây giờ, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến công bằng xã hội. Ông vào đoàn vào đảng với cái lý tưởng ấy. Bây giờ thì khác hẳn, cả một guồng máy tham ô chằng chịt. Ông không thể đi ngược lại, bởi đi ngược lại tức là phản động, như đảng vẫn hay nói, sẽ bị bánh xe lịch sử nghiền nát. Quân bây giờ vẫn còn cứng rắn lắm, không lây cái xấu của xã hội. Dù anh không vào đoàn vào đảng, ông Lương muốn con làm cho nhà nước để có cơ hội làm giàu, chứ ăn gì ở cái công ty chế biến thực phẩm. Nhưng Quân bảo Hạ: "Đừng bi quan, chung quanh ta vẫn còn rất nhiều người tốt." Quân đến thăm bố một lần để trả cái công ông đã giúp Hạ giải quyết vụ án bà Kim Ngư. Anh dự trù sẽ không trở lại. Thời gian lặng lờ trôi qua, có đến 1 tháng trời từ khi gặp bác sĩ Vũ Đông trở về, Hạ không nằm mơ nữa. Nàng mừng lắm, dù mơ thấy cái gì, thấy chuyện gì, vui hay buồn, nàng cũng không mong nó xảy ra. Đêm đêm chỉ cần giấc ngủ bình an là tốt rồi. Bỗng đêm nay, giấc mơ lại trở về, nàng hốt hoảng u ớ kêu lên, hai tay vùng vẫy một lúc mới giật mình thức giấc lúc trời chưa sáng rõ. Mồ hôi toát ra đầm đìa trên toàn thân, cái cảm giác kinh sợ lại xảy đến giống hệt như lần trước khi nàng chiêm bao thấy bà Kim Ngư bị giết. Từ trên gác, bà Tiếp hốt hoảng chạy xuống vì Hạ kêu lớn quá, nhưng thấy Hạ đã bật đèn ngồi trên giường tựa lưng vào vách, bà yên tâm đứng lại ở giữa cầu thang và hỏi: "Có việc gì không con? Con làm mẹ sợ quá." Hạ cố gắng mỉm cười để mẹ an lòng, nàng bảo: "Không có gì đâu, mẹ lên ngủ đi, con nằm mơ. Ngộp thở y như là bị bóng đè, chắc là tại con đặt cái gối lên ngực." Ông Tiếp nghe lục đục cũng thức giấc chạy xuống và đứng sau lưng vợ. Ông lo lắng hỏi: "Có việc gì mà hai mẹ con dậy sớm thế này?" Bà Tiếp quay lại bảo: "Con nó nằm mơ, tôi nghe nó kêu to quá, tôi lại tưởng là dưới nhà có chuyện gì. Thôi ngủ lại đi con, còn sớm lắm." Dứt lời, hai ông bà quay lên lầu. Hạ dậy uống nước rồi tắt đèn và lại lên giường nằm. Nhưng từ phút đó Hạ không ngủ lại được nữa. Nỗi day dứt của Hạ sau giấc mơ này là chẳng biết có nên kể cho Quân nghe hay không. Tất cả những lần mơ trước, nàng đều tường trình ngay với người yêu. Nhưng lần này thì khó khăn quá, tế nhị quá, bởi nó có liên hệ tới ông Lương, bố của Quân. Mặc dầu trong lòng Hạ luôn luôn có sự thôi thúc, có một sức mạnh vô hình nào đó bắt nàng phải nói ra giống như những lần trước. Cho nên sau cả tiếng đồng hồ đấu tranh tư tưởng, Hạ đành gọi cho Quân.
Lúc ấy ở trên thị xã, Quân đang còn ngủ. Thấy số của Hạ, anh giật mình vì Hạ gọi điện quá sớm, tất nhiên phải có việc quan trọng. Quân nhấc phone lên và hỏi ngay: "Em lại nằm mơ phải không?" Hạ run run đáp: "Vâng ạ, em lại nằm mơ anh ạ." Quân cũng quá mệt mỏi giống như Hạ sau cơn ác mộng tiệm vàng Kim Ngư. Nhưng biết làm sao bây giờ, Hạ đâu có muốn như thế. Chẳng qua vì bị sét đánh, Hạ mới mắc căn bệnh kỳ bí này. Quân cố gắng điềm tĩnh bảo: "Em kể đi, có cần anh xin nghỉ chạy về với em không?" Hạ ngồi tựa lưng vào vách, rơm rớm nước mắt đáp: "Em xin lỗi anh, em làm phiền anh nhiều quá. Nhưng em đã hỏi bác sĩ rồi, mà không có cái thuốc nào chữa cho em hết mơ." Quân cảm thông nỗi khổ của người yêu, vội vàng ngắt lời: "Em cứ kể cho anh nghe đi, em mơ thấy những gì. Bác sĩ có khi không chữa được, nhưng biết đâu anh chữa được." Hạ biết Quân cố ý nói đùa để làm dịu câu chuyện đang dằn vặt nàng. Nàng thở mạnh lau nước mắt rồi tỉ mỉ cho Quân biết mọi chi tiết vừa xảy ra trong giấc mơ. Đây là giấc mơ thứ tư. Hạ thấy một chiếc thuyền con bơi ngang sông, tấp vào ngay dưới ban công sau nhà ông Lương. Tháng trước theo Quân đến thăm ông Lương lần đầu, chính Hạ đã ngồi nói chuyện với Hồng Đoan trên ban công này. Người chèo thuyền dáng cao buộc chiếc thuyền vào cây cột xi măng chống đỡ ban công. Từ mặt nước lên ban công chỉ cách khoảng nửa thước nên người chèo thuyền leo lên ban công rất nhẹ nhàng. Hạ hồi hộp đoán là kẻ trộm lẻn vào nhà ông Lương. Nhưng Hạ thấy người chèo thuyền gõ nhẹ vào cửa kính, bên trong đèn còn mờ sáng, bức màn phải kéo ra một khoảng nhỏ rồi cánh cửa kính cũng được đẩy sang một bên để người chèo thuyền bước vào. Đèn không sáng lắm, nhưng Hạ cũng giật mình sửng sốt nhận ra người chèo thuyền vừa chui vào buồng ngủ của ông Đương là cầu thủ đẹp trai Vũ Minh. Hạ thấy Hồng Đoan và Vũ Minh ôm chầm lấy nhau, hôn nhau thắm thiết. Hồng Đoan chỉ mặc có cái áo thun trắng rộng, phía dưới là cái quần lót thật nhỏ. Vũ Minh úp mặt vào ngực Hồng Đoan, rồi từ từ quỳ xuống trước mặt nàng, vòng hai tay qua ôm siết lấy mông nàng. Một phút sau, Vũ Minh kéo quần lót của nàng xuống rồi bế nàng lên giường. Đến lúc ấy thì tim Hạ đập mạnh quá. Nàng vùng vẫy kêu thét lên rồi giật mình tỉnh giấc. Hạ kể xong, Quân vẫn lặng người không nói được lời nào. Anh nhớ lại trên bức tường trong phòng ăn của bố mình có treo đến hai tấm hình của Vũ Minh. Hóa ra người yêu của Hồng Loan ngày ngày vẫn hiện diện ngay tại nhà và ngay bên cạnh ông Lương. Thấy Quân không nói gì, Hạ phải kêu lên trong phone: Anh Quân, anh có nghe em nói gì không? Bấy giờ đầu dây bên kia Quân mới nghiêm trọng đáp: Những gì em thấy trong giấc mơ chắc chắn sẽ xảy ra theo kinh nghiệm những lần trước. Như vậy chuyện này sẽ xảy ra đêm nay. Hạ ngắt lời: Cũng có thể là nó xảy ra nhiều lần rồi, nhưng mà hôm nay em mới nằm mơ thì đêm nay sẽ thành sự thật. Quân buồn rầu nói: Anh cũng nghĩ như vậy. Thật là tội nghiệp cho bố anh. Hạ phân vân hỏi một câu quan trọng: Em chỉ cần hỏi anh là có nên báo cho bố anh biết hay không? Anh thấy như thế nào? Nói cho bố anh thì càng khổ thân cho bố, mà không nói thì chả nhẽ mình đồng lõa với lại tội lỗi hay sao? Quân mệt mỏi ngồi lên và bảo: Bố anh ấy thì đang ở trên này. Bố anh là đại biểu của huyện dự hội nghị phát triển thương nghiệp toàn tỉnh. Lên từ hôm qua. Tối hôm qua anh mới đi ăn với bố anh. Hạ kêu lên: Như vậy thì đúng quá rồi. Đúng là làm sao? Thì tức là vì bố anh đi vắng, bà Đoan mới gọi Vũ Minh từ bên kia sông bơi thuyền sang. Theo em đoán thì chuyện này đã diễn ra nhiều lần, vì Vũ Minh có vẻ như là rất là quen đường đi nước bước. Nghĩa là cứ đêm nào bố anh đi vắng, đi công tác, thì Vũ Minh đều sang ngủ với bà Đoan. Quân quá đau lòng nghĩ đến mẹ mình bị phản bội, rồi chính bố Quân cũng lại bị nội phản. Như người đời thường bảo là trời quả báo. Bao nhiêu tiền của ông đã cung phụng cho Hồng Đoan và gia đình nàng, rồi bao nhiêu tiền Hồng Đoan đã lấy của ông để chu cấp cho Vũ Minh. Đàn bà khi mê trai còn ngu muội và liều lĩnh hơn cả đàn ông rất nhiều. Vũ Minh là cầu thủ bóng đá, nhưng bóng đá Việt Nam đâu có mang lại lợi tức bạc triệu như Tây Phương. Huống chi gã chỉ là cầu thủ của một huyện lỵ, toàn đá miễn phí cho công chúng coi, chứ có bán được cái vé nào vào sân vận động đâu. Vậy mà cuộc sống rất thanh thang, từ áo quần, đồ dùng cho đến cái xe máy bóng loáng mà ai cũng bảo là của một bà đại gia mua tặng.
Hóa ra cái bà đại gia ấy lại chính là Hồng Đoan, lấy tiền của bố Quân mua sắm cho Vũ Minh. Hạ cũng không bao giờ ngờ một người mà nàng quý mến như Hồng Đoan lại gan góc rước trai vào nhà, và rước ngay vào nhà ông phó chủ tịch huyện đầy quyền uy. Mấy tháng nay chủ tịch Oánh bị thương, phải ngồi một chỗ, ông lương cáng đáng hết mọi việc. Uy tín ông lại càng tăng cao sau vụ bắt Nguyễn Văn Thừa, vì đại tá Dương Hùng báo cáo với đảng ủy và ủy ban rằng việc lên kế hoạch và chỉ đạo vây bắt Thừa đều do ông Lương đề xuất. Uy tín càng lớn, trách nhiệm càng nhiều. Thậm chí đi họp trên tỉnh, ông cũng phải có mặt, dù ông rất chán vì không muốn xa Hồng Đoan. Có bao giờ ông ngờ được rằng mỗi khi ông vắng nhà như thế là những hẹn hò tội lỗi diễn ra ngay trên giường ngủ của ông. Quân thấy buốt nhói trong tim, tức ngực gần như nghẹt thở. Anh bảo Hạ, thôi em nghỉ đi để anh tính. Nếu cần thì lát nữa anh sẽ chạy lại gặp bố anh ở hội nghị, hay là chờ ông ấy về khách sạn chiều nay cũng được. Hạ buồn rầu kết luận. Anh à, giấc mơ của em liên quan đến bố, nên em phải nhờ anh quyết định. Nếu mà anh không muốn nói cho bố anh biết thì tất nhiên em sẽ không bao giờ kể cho ai hết. Quân bực bội nói bằng giọng cương quyết. Anh sẽ kể cho bố anh nghe. Không thể để như thế được. Con mẹ Hồng Đoan và thằng Vũ Minh đú đởn bên nhau mà chắc chắn chúng nó vẫn cười thầm bố anh là khờ khạo. Anh muốn nhân dịp này bố anh tống cổ con mẹ ấy đi. Quân gác máy rồi lại nằm lăn ra giường, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà nhưng không thấy gì nữa. Dù giận bố mê gái bỏ mẹ mình, nhưng Quân vẫn tội nghiệp bố bị phản bội trắng trợn ngay trong nhà. Nằm một lúc, Quân vùng dậy vào buồng tắm đánh răng rửa mặt rồi phóng lại công ty sớm hơn thường lệ cả tiếng đồng hồ. Cả công ty chưa ai đến làm việc, chỉ có hai ông bảo vệ lủi thủi đi đi lại lại trước cổng. Quân vào văn phòng thu xếp công việc, ghi nốt dặn ông trưởng phòng chế biến thực phẩm gia súc vài việc, rồi lấy xe chạy lại chỗ ông Lương đang họp hội nghị thương nghiệp. Giờ này là giờ chưa khai mạc, chắc các đại biểu còn đang ăn sáng. Quả đúng như Quân đoán, trong phòng ăn rộng lớn của khách sạn, Quân thấy các đại biểu chia nhau thành từng bàn từng nhóm, ồn ào nói chuyện, tiếng cười vang lên từng chập. Anh đảo mắt nhìn quanh, thấy ông Lương ngồi ở cái bàn khá sâu bên trong. Đoàn đại biểu của huyện thường chỉ có 3 người, trong đó trưởng đoàn là chủ tịch hoặc phó chủ tịch huyện, rồi đến trưởng phòng thương nghiệp và 1 hoặc 2 nhân viên trợ lý. Cũng có huyện cử đến 10 người tham dự hội nghị, hoặc để học hỏi thêm, hoặc để lấy cớ đi chơi trên thị xã, mà mọi chi phí đều do công quỹ đài thọ. Quân bước nhanh vào phòng ăn, tiến lại phía ông Lương đang ngồi cạnh đồng chí Trương Văn Pháp, trưởng phòng thương nghiệp. Thấy Quân, ông Lương ngẩng lên hơi ngạc nhiên vì tối hôm qua mới đi ăn với Quân. Ông hỏi, có việc gì mà con tìm bố sớm thế, sao không gọi điện? Quân chào người bên cạnh rồi nói với ông Lương, con cần gặp riêng bố một tí. Trưởng phòng thương nghiệp Trương Văn Pháp hiểu ý, đứng ngay dậy định ra ngoài để hai bố con nói chuyện, nhưng Quân ngăn lại và bảo, Chú cứ ngồi đi, bố ra ngoài kia với con tiện hơn. Dù chưa biết chuyện gì nhưng nhìn nét mặt nghiêm trọng của Quân, ông Lương bắt đầu thấy lo lắng. Ông đoán ngay là bà vợ già, tức mẹ của Quân, gây rắc rối, và Quân lúc nào cũng đứng về phía mẹ để trách cứ ông. Ông lặng lẽ bước theo con, không nói gì nữa. Ngoài sân khách sạn có mấy cái ghế băng. Quân dẫn bố tiến lại một cái kê xa xa vắng vẻ gần bãi đậu xe. Quân ngồi xuống nhưng ông Lương không ngồi, làm Quân lại đứng lên. Ông sốt ruột nhìn Quân chờ đợi. Quân nghiêm mặt nói, bố ạ, đêm qua cái Hạ nó lại nằm mơ, nó vừa gọi điện cho con. Ông Lương thở vào vì không phải chuyện vợ ông, nhưng đồng thời ông lại thấy bực mình vì thằng con mới sáng sớm đã tìm đến ông chỉ để kể chuyện người yêu nằm.
có bà Hồng Đoan chủ mưu, làm sao thằng Vũ Minh dám chui vào nhà bố? Bố là phó chủ tịch huyện, thằng Vũ Minh to gan đến đâu mà dám lẻn vào nhà bố nếu không có kẻ nội tuyến? Những lời chua chát của Quân rõ ràng chỉ nhắm vào việc kết tội Hồng Đoan, nhưng ông Lương vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, cứ ngồi đờ đẫn, đôi mắt lạc thần nhìn ra khu sân rộng. Cái uất của ông không phải chỉ là việc ông bị phản bội, mà đúng như Quân vừa nói, ông tự đánh giá ông quá cao về quyền lực và tiền bạc. Không bao giờ mảy may trong đầu ông thoáng có ý nghĩ là Hồng Đoan dám giở trò phản trắc như thế này. Lại càng không bao giờ ngờ được có thằng dám vào ôm vợ bé của ông ngay trong buồng ngủ của ông. Quân đặt bàn tay lên vai bố, lay nhẹ nhẹ và giục: "Bố, bố tính thế nào bây giờ?" Khá lâu ông Lương mới nói: Con bảo đêm nay thằng Vũ Minh sẽ trèo thuyền sang ngủ với con Đoan. Như vậy chỉ có cách là bố bỏ hội nghị, về ngủ nhà là xong, chỉ có cách ấy mới ngăn được." Quân nhăn nhó lắc đầu và nói bằng giọng hơi gay gắt: "Bố bình tĩnh lại đi, đây không phải là cách giải quyết dứt điểm. Không nhẽ rồi cả đời bố cứ ngủ nhà không đi công tác bao giờ hay sao? Huống chi bố là trưởng đoàn đại biểu dự hội nghị, tự dưng bố bỏ hội nghị về chỉ để canh gác hay sao? Mà canh gác làm gì mà cái con đàn bà mất nết? Cần người giữ nhà thì bố chỉ việc gọi điện về bố trí cả chục người cũng được, chứ việc gì bố phải về?" Ông Lương khổ sở nói: "Thế bây giờ con bảo bố làm thế nào?" Quân chậm rãi cắt nghĩa: "Hạ nằm mơ thấy bà Đoan ngủ với thằng Vũ Minh, đêm nay sẽ xảy ra. Nhưng cũng có nghĩa là biết đâu cái chuyện ấy đã từng xảy ra nhiều lần rồi, mà bây giờ nhờ Hạ nằm mơ mình mới biết. Bố thử nghĩ xem, bố đi công tác thường xuyên, mà ngay cả ngày thường khi bố đi làm ở trụ sở từ sáng đến chiều, bà Đoan vẫn có thể rước thằng kia vào bằng cửa sau. Làm sao bố biết được? Phía sau nhà bố nó vắng quá, hàng xóm không có, lại thêm mấy cây liễu mọc tùm." Đến lượt ông Lương ngắt lời: "Bố hỏi con là bây giờ mình phải đối phó thế nào, con có phương án gì không?" Phương án thì dễ quá, nhưng Quân đoán có thể giờ này ông Lương vẫn chưa tin là Hồng Đoan đã hoặc sẽ phản bội ông. Tình yêu bao giờ cũng làm người trong cuộc mở mắt. Hồng Đoan là một thiếu nữ đang ở tuổi xuân sắc, trong khi ông là một ông già bụng phệ hơn nàng gần 30 tuổi. Thằng Vũ Minh cùng trang lứa với Hồng Đoan, lại nổi tiếng là đẹp trai và khỏe mạnh nhất phố huyện. Ái tình vụng trộm có nảy sinh cũng là điều dễ hiểu. Trên tường nhà ông lúc nào cũng có hình ảnh của gã để Hồng Đoan đỡ nhớ, mà ông không hề để ý. Biết bao nhiêu đại gia như ông ham lấy vợ trẻ, mà chẳng bao giờ dự kiến trước là sẽ có ngày bị mọc sừng, chỉ vì ông nào cũng tuyệt đối tin vào sức mạnh vạn năng của đồng tiền. Quân bảo: "Phương án giải quyết thằng Vũ Minh thì dễ, nhưng phương án giải quyết bà Đoan thì bố phải tự quyết định. Bố cần tự hỏi lòng mình xem, sau vụ này, nghĩa là sau khi bố biết chắc bà ấy từng ăn nằm với thằng Vũ Minh, bố có còn chấp nhận chung sống với bà ấy nữa hay không?" Trong phòng ăn khách sạn, mọi người lục tục đứng lên vì sắp đến giờ bắt đầu hội nghị. Trưởng phòng thương nghiệp chạy ra gọi ông Lương, nhưng đầu óc ông còn đang rối bời, có vào ngồi cũng chẳng tiếp thu được gì, nên ông bảo: "Cậu thay tớ đi, tớ có việc đột xuất phải tạm nghỉ sáng nay, ăn trưa xong tớ sẽ gặp lại cậu." Trưởng phòng thương nghiệp gật đầu rồi quay vào khách sạn. Ông Lương nhắc lại câu hỏi cũ: Con bảo giải quyết thằng Vũ Minh thì dễ, dễ là thế nào?" Câu hỏi của ông Lương chứng tỏ đầu óc ông giờ này quá hỗn độn, không còn chút sáng suốt nào nữa. Biết trước một thằng ăn trộm sắp vào nhà mình mà lại hỏi giải quyết thế nào, nhất là khi ông có thừa quyền lực trong tay. Quân bảo: "Bố không cần phải về, bố cứ tiếp tục dự hội nghị đi. Nhưng lát nữa bố gọi điện về cho công an, bảo họ tối nay bố trí 2-3 nhân viên núp ở gốc mấy cái cây liễu sau nhà bố ấy. Sau lưng nhà bố nó tối lắm, núp chỗ nào cũng được. Việc ấy thì công an họ thừa sức làm. Nửa đêm khi thằng Vũ Minh chui vào nhà bố, một là bố cho công an bắt nó về tội ăn trộm, hai là bố bảo công an đem camera thu hình làm bằng chứng cho bố thấy, ba là nếu công an chi hô lên mà nó bỏ chạy thì đột cho nó mấy phát,
hoặc nó không cần bỏ chạy cũng được, kẻ gian vào nhà ông phó chủ tịch huyện là bắn bỏ. Đó là cái cách giải quyết triệt để nhất. Bố bắn bỏ thằng Vũ Minh thì bà Đoan sẽ hối hận cả một đời. Đây là bài học cho những đứa phản bội. Điều cần nhất là bố phải hạ quyết tâm, phải dứt khoát, không lưỡng lự. Bố theo cách mạng từ bé, tình cảm tiểu tư sản mà nảy sinh là hỏng việc. Bây giờ bố gọi điện ngay cho đại tá Dương Hồng đi, ông ấy sẽ lo cho bố. Ông Lương vẫn ngồi im, mắt lờ đờ nhìn ra khu sân rộng. Con ông không hiểu ông chút nào. Ông không thể cho công an bắt thằng Vũ Minh được, vì công an bắt nó thì nó sẽ khai ra là Hồng Đoan mở cửa cho nó chui vào, chứ nó không hề ăn trộm. Như thế chẳng những không thể kết tội nó về mặt pháp lý, mà ngay cả về mặt luân lý cũng không lên án nó được, vì tự căn bản Hồng Đoan vẫn là một thứ gái bao, chứ có phải vợ chính thức của ông đâu. Vũ Minh sẽ càng nổi tiếng là đào hoa, trong khi ông sẽ gục mặt chả dám nhìn ai nữa vì nhục nhã. Bắn bỏ Vũ Minh cũng thế thôi, hoặc Hồng Đoan vì thương tiếc người tình sẽ nói toạc ra là ông giết người vì ghen, hoặc chính đám công an sẽ tiết lộ điều này. Chuyện phó chủ tịch huyện bị mọc sừng sẽ nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán khắp phố huyện, chưa biết đến bao giờ mới chấm dứt. Cho nên tất cả những phương án quân đề nghị đều không dùng được. Nhưng ngẫm nghĩ một chút, ông Lương lại lật ngược vấn đề và tự hỏi, có lẽ nào Hồng Đoan được ông yêu thương như thế, chiều chuộng và chu cấp tiền bạc rộng rãi như thế mà lại phản ông để nằm trong vòng tay một thằng nghèo xác xơ, vốn xuất thân, chèo thuyền bán rau muống trên sông. Vô lý quá, khó tin quá. Tuy không nói ra nhưng ông thấy thằng con ông kết luận vội vã chỉ vì một giấc mơ vu vơ. Thấy bố không có phản ứng gì, Quân nóng nảy nói thêm. Con thấy đây là một cơ hội bằng vàng để bố kiểm tra xem bà Đoan có một lòng một dạ với bố hay không. Bố nuôi ông tay áo mà có khi bố không biết, bố cứ giao cho công an. Ông Lương không muốn nghe nữa, ông bảo, bố chí công an thì to chuyện quá. Để bố gọi về cho thằng Mẫn, nó là bảo vệ thân tín của bố. Bố sẽ chỉ thị nó khuya đêm nay phải đặc biệt kiểm tra phía sau nhà. Quân thở dài chán nản cùng cực, biết có nán lại cũng không thay đổi được những ý nghĩ rằng co trong đầu ông Lương, lúc thì cứng, lúc thì mềm, nửa nạc nửa mỡ, không dứt khoát được. Nên Quân vén tay áo nhìn đồng hồ rồi nói, thôi bây giờ con phải đi làm, bố cần gì thì bố điện cho con. Quân đi rồi, ông Lương vẫn ngồi yên tại chỗ, đầu óc rằng co hỗn độn. Một người 60 tuổi từng trải bao nhiêu nổi trôi của cuộc đời, từng đối phó với bao nhiêu âm mưu thủ đoạn mới sống còn và vươn lên như hôm nay, thế mà trong tình yêu lại chỉ là đứa bé ngây thơ bị gạt gẫm mà không hề biết. Ông buốt nhói hình dung ra tấm thân mượt mà của Hồng Đoan đã bao nhiêu lần từng quằn quại đam mê trong vòng tay Vũ Minh ngay trên chiếc giường rộng thanh thang của ông. Tự dưng nước mắt ông trào ra như đứa trẻ bị bắt nạt oan. Ngẫm nghĩ một hồi, ông lấy cell phone gọi về cho Hồng Đoan, dù chẳng biết gọi để làm gì, để dò xét hay để mắng chửi con đàn bà mất nết. Đầu dây bên kia, Hồng Đoan vừa thấy số phone của ông Lương vui vẻ hỏi ngay. Anh, chiều nay mấy giờ anh mới về? Em đã nói với chị Dậu chiều nay mình nấu canh riêu cua, ăn với cà pháo, có cả đậu rán nữa đấy. Mấy giờ anh về? Ông Lương ngơ ngác, dịu giọng đáp. Em nhớ lầm rồi, mai anh mới về kia mà. Hội nghị 3 ngày, hôm nay mới là ngày thứ 2, chiều mai anh mới về được. Hồng Đoan chép miệng, giọng buồn thiu. Họp hành cái gì mà những 3 ngày, hay là chiều nay anh cứ về đi, để mấy người trợ lý ở lại họp cũng được. Chứ có gì quan trọng đâu, về đi anh. Ông Lương mủi lòng nói, để anh thu xếp xem sao, nhưng chắc không được đâu. Ngày mai là buổi đúc kết, rồi liên hoan, có bí thư tỉnh ủy đọc diễn văn bế mạc. Vắng mặt anh không được đâu. Thôi, thôi anh vào họp đây. Hồng Đoan còn dáng vớt vát thêm một câu. Nhưng mà nếu anh về được thì điện cho em biết trước nha, để em bảo chị Dậu nấu nướng. Không có anh á, em ăn cái gì cũng xong. Cúp phone rồi, ông Lương thơ thẩn đi tới đi lui ngoài sân. Trong đầu ông vừa lóe lên một tia sáng mới, một niềm hy vọng để ông bám víu. Ông tự hỏi, như thế là thế nào? Nếu đúng như giấc mơ của Hạ, đúng như lời Quân nói, thì đêm nay Hồng Đoan sẽ gọi thằng Vũ Minh từ bên kia sông qua nằm với nàng.
nhưng rõ ràng Hồng Đoan vừa rủ ông về chiều nay, mà rủ một cách rất tha thiết, gần như van xin. Nếu Hồng Đoan cố ý đón tiếp thằng Vũ Minh thì tại sao lại nài nỉ ông về? Ông ngồi xuống cái ghế băng trống ở góc sân, dưới bóng cây trứng cá. Mặt trời đang lên cao tỏa ánh sáng qua làn lá xanh tươi. Mới lúc nãy ông Lương nhạt nhòa nước mắt khi nghe Quân kể chuyện giấc mơ của Hạ. Bây giờ ông thấy tự tin hẳn lên, nhìn ánh nắng ban mai như reo vui trước mặt. Là vì ông suy nghĩ một lúc rồi chợt phát hiện ra một điều ghê gớm. Ông nghĩ chính thằng Quân, con trai bất hiếu của ông, vì thương mẹ nó nên đã bịa đặt ra giấc mơ của Hạ để vu cáo cho Hồng Đoan ngoại tình, mục đích để ông đuổi nàng đi và quay về với mẹ Quân. Sự thật ấy hãi hùng quá, bởi ông không ngờ thằng con ông tàn nhẫn đến như vậy. Đành rằng các giấc mơ của Hạ đều đúng, nhưng tại sao lần này Hạ không trực tiếp kể cho ông như Hạ đã kể về bà Kim Ngư? Như vậy biết đâu cái giấc mơ này chỉ là do thằng Quân nghĩ ra, bịa đặt ra để đạt mục đích xúi ông bỏ Hồng Đoan. Câu chuyện đơn giản chỉ có thế thôi. May mà ông gọi điện về cho Hồng Đoan và nàng thành khẩn rủ ông về, ông mới khám phá ra âm mưu của Quân. Từ phút ấy ông yêu đời hẳn lên, ông đứng dậy thở phào khoan khoái và quay vào khách sạn, lòng lâng lâng sung sướng tiếp tục tham dự hội nghị. Buổi trưa giờ giải lao, Quân gọi cho bố. Anh định chạy sang gặp ông Lương xem quyết định như thế nào về đêm nay, nhưng thấy số của Quân, ông Lương không thèm trả lời nữa. Quân đoán bố đang họp, không thể bắt phone. Quân text message cho bố, ông cũng không thèm đáp lại. Quân nhắn 2-3 lần, ông mới miễn cưỡng gửi lại một câu: bố đã có phương hướng giải quyết, con đừng nhắc đến nữa. Quân buồn lắm, như vậy là công lao thuyết phục của anh hoàn toàn thất bại. Có nghĩa là ông Lương không tin Quân, hoặc không tin giấc mơ của Hạ sẽ thành sự thật. Vô lý quá, chính ông Lương đã chứng kiến giấc mơ của Hạ thành sự thật qua vụ án bà Kim Ngư. Sao bây giờ lại hoài nghi? Quân kiên nhẫn gửi thêm một câu nhắn tin nữa: con gặp bố được không? Ông Lương trả lời ngay: bố bận, không gặp được, con lo làm việc đi. Quân chán nản không biết tính sao, anh gọi về cho Hạ và thú nhận mình đã thất bại, không lay chuyển được ông Lương. Tình yêu ông dành cho Hồng Đoan sâu đậm quá rồi. Quân dù năn nỉ hay nói khích cũng đều vô ích. Hạ an ủi: anh Quân à, nhưng như thế thì mới đúng với giấc mơ của em. Em mơ thấy ông Vũ Minh bơi thuyền sang và buồng nằm với bà Hồng Đoan thì nó phải xảy ra như thế. Không có cách nào anh có thể ngăn cản được đâu. Anh nhớ lại đi, em nằm mơ thấy bà Kim Ngư bị giết. Em và anh đến tận nhà báo trước để bà cảnh giác, mà bà ấy vẫn chết. Anh thấy không? Thôi, đừng có bận tâm nữa anh à. Anh báo cho bố anh biết, tức là trách nhiệm của mình đã xong rồi. Em cảm ơn anh. Tuy Hạ đã nói rành mạch như thế mà Quân vẫn thấy lòng áy náy, cho nên anh xin nghỉ buổi chiều và phóng xe về huyện. Anh đến thẳng trụ sở công an xin vào gặp Đại tá Dương Hùng. Vì biết Quân từ bé, biết Quân là con phó chủ tịch Lương, Đại tá Dương Hùng gác mọi công chuyện để tiếp Quân trong phòng riêng. Ông hỏi Quân: cháu có việc gì mà tìm chú? Bố cháu đang dự hội nghị thương nghiệp trên tỉnh cơ mà. Quân mệt mỏi đáp: vâng, cháu vừa gặp bố cháu sáng nay. Cháu phóng xe về đây gặp riêng chú để nhờ chú giúp cháu một việc. Chú đừng cho bố cháu biết. Đại tá Dương Hùng nhìn nét mặt bơ phờ của Quân chạy xe suốt quãng đường dài gió bụi về đây, ông tội nghiệp hỏi: việc gì mà lại giấu bố cháu? Quân đã chuẩn bị sẵn, cố gắng điềm tĩnh đáp: đêm nay bố cháu ngủ trên tỉnh, không có nhà. Cháu được mật báo là có đứa nó định đêm nay lẻn vào nhà bố cháu ăn trộm, vì biết bố cháu đi vắng. Cháu xin chú bố trí cho cháu 2 anh công an đi với cháu. Cháu muốn bắt quả tang thằng ăn trộm khi nó lẻn vào nhà bố cháu. Đại tá Dương Hùng cười: cháu muốn chú bố trí cho cháu cả tiểu đội cũng được. Nhưng làm gì có đứa nào định vào nhà ông phó chủ tịch huyện ăn trộm mà lại nói hở ra cho cháu biết. Chắc là có đứa nào nó cố tình trêu cháu đấy thôi, cháu bỏ qua đi. Quân khổ sở nói tiếp: chú cứ cho cháu mượn ít nhất 1 người cũng được. Có được không chú? Xong việc cháu sẽ có quà bồi dưỡng cho người ta. Nhưng dứt khoát là xin chú đừng cho bố cháu biết.
Thấy Quân tha thiết quá, đại tá Dương Hùng hỏi: mấy giờ cháu cần? Chú cho cháu một người thôi, nể cháu thì chú bố trí cho cháu một người, chứ làm gì có cái chuyện ăn trộm nhà ông phó chủ tịch huyện. Quân hài lòng đáp: độ 9 giờ chú bảo anh ấy đứng đợi cháu ở đây, tức là trước cửa trụ sở công an, 9 giờ cháu sẽ lại đón. Rồi Quân chào đại tá Dương Hùng, phóng xe về nhà mẹ. Quân sẽ ăn cơm tối với mẹ rồi đến đón anh công an là vừa. Chủ đích của Quân là phải bắt quả tang Vũ Minh trong buồng ngủ của Hồng Đoan, để ông Lương biết rằng Hồng Đoan là kẻ nội thù. Vì vậy Quân cần có công an làm chứng. Bà Lương thấy Quân về bất chợt, mặt mũi lại phờ phạc, bà lo lắng kêu lên: ôi trời ơi Quân ơi, có việc gì mà con về đột xuất thế này? Mẹ thấy dạo này con hay nghỉ làm rồi ăn nói làm sao với giám đốc, đường xá xa xôi mà lại cứ chạy như con thoi thế này thì mệt chết. Quân cố gắng cười để mẹ an lòng. Anh đã toan kể cho mẹ nghe câu chuyện ngoại tình của Hồng Đoan, nhưng anh lại dằn lòng vì biết mẹ không vui mỗi khi nhắc đến cái tên Hồng Đoan. Anh chỉ hy vọng kỳ này vạch rõ bộ mặt phản trắc của Hồng Đoan để ông Lương hối hận, dứt bỏ rồi quay về với mẹ. Quân nói: không sao mẹ, con thu xếp công việc, bố trí người đâu vào đấy rồi con mới nghỉ. Mỗi lần cần nghỉ con đều nói với giám đốc, hôm nay con cần gặp Hạ có tí việc. Bà Lương bảo: ừ thế thì ăn cơm với mẹ đã, rồi đi đâu hẵng đi. Rồi bà cất tiếng gọi chị bếp bảo làm thêm thức ăn cho Quân. Chị người làm từ dưới bếp chạy lên nói: thế bà xem mà có cần nấu gì thêm không ạ? Nhà thì còn nguyên một nồi cá kho, rồi vại dưa cải muối sỏi, canh su hào thì con còn đang nấu như này. Thôi mình rán thêm 2 trái trứng nữa nhé, bà thấy có đủ không? Bà Lương chưa kịp đáp thì Quân xua tay gạt đi: nhiều quá rồi mẹ, nhiều quá rồi. Nhà chỉ có 3 người ăn làm sao hết, không cần rán trứng nữa. Nhà chỉ có 3 người, tức là bao gồm cả chị nấu bếp. Từ khi ông Lương bỏ đi mà Quân thì thứ bảy mới về. Bà Lương buồn quá nên bữa nào cũng ngồi ăn chung với chị người làm để nói chuyện giải sầu. Bà bảo Quân: hay là con đón cái Hạ sang đây ăn cơm cho nó vui. Bình thường thì Quân nhất trí ngay, nhưng giờ này anh đang hồi hộp nghĩ đến kế hoạch phục kích đêm nay để bắt thằng Vũ Minh, nên anh thoái thác. Anh bảo: thôi mẹ, để chủ nhật này con với Hạ mời mẹ đi ăn ngoài phố, có hiệu chả cá mới khai trương, ai cũng khen ngon. Con bảo Hạ là chờ mẹ đã, vì mẹ làm chả cá có tiếng, mẹ ăn mà mẹ khen ngon thì mới đúng là ngon. Bà Lương hài lòng gật đầu. Tối hôm ấy trời cuối năm chưa đến 9 giờ mà không gian đã tối thẫm. Quân cố ý chờ tối hẳn mới chạy lại nhà bố. Anh cẩn thận mang theo cả iPhone lẫn iPad để thu hình. Quân dừng xe xa xa để đừng ai trong nhà nghe thấy tiếng máy nổ. Rồi anh thả bộ lại trước cửa nhà ông Lương. Ông bảo vệ tên Mẫn đeo súng ngắn đứng bên kia đường nhận ra Quân, toàn cất tiếng chào thì Quân đặt ngón tay lên miệng làm hiệu bảo anh ta im lặng. Quân bước lại gần và dặn: ông Mẫn này, chốc nữa độ 10 giờ tôi với một đồng chí công an sẽ núp ở gốc cây liễu phía sau nhà bố tôi. Chúng tôi có công tác riêng của chúng tôi, ông không phải thắc mắc gì cả. Tôi chỉ báo cho ông biết như thế thôi. Ông cứ đứng gác ở đằng trước, không ra sau nhà. Mẫn giật mình hỏi Quân: cậu bố trí công an sau nhà ông để làm gì? Tôi là bảo vệ, cậu cần gì sao không bảo tôi một tiếng? Quân đáp gọn: tôi đã nói tôi có công tác riêng của tôi, ông là bảo vệ, tôi mới cho ông biết để ông đừng có can dự vào công việc của tôi. Dứt lời Quân quay đi, nhưng Mẫn vội vàng chạy theo, kéo Quân vào một góc. Mẫn lấy gói thuốc trong túi áo, vỗ ra một điếu, chìa ra trước mặt Quân và nói: mời cậu hút điếu thuốc, rồi tôi xin phép có câu chuyện thưa với cậu. Chả mấy khi tôi được gặp riêng cậu. Điều này thì ông nói đúng. Trong 3 người giúp việc cho ông Lương thì chỉ có mình tài xế Thìn là người Quân biết, vì Thìn lái xe cho ông Lương từ trước ngày Quân đi du học. Lúc ông Lương chưa lên làm phó chủ tịch thì đã có Thìn làm tài xế rồi. Còn cô Dậu nấu bếp và ông Mẫn bảo vệ thì Quân chỉ mới gặp lần đầu khi đưa Hạ lại đây ăn cơm cách nay hơn 1 tháng. Gặp lần đầu nhưng Quân đã để ý ngay Mẫn là loại người mồm miệng đỡ chân tay, rất khéo nói và lúc nào cũng tỏ ra nhiệt tình, năng nổ để tạo tình thân với người chung quanh. Kể về tuổi tác thì Mẫn lớn hơn 2 người kia, công việc lại nhàn hơn Thìn và Dậu.
gọi là bảo vệ nhưng trên thực tế Mẫn chả có việc gì để làm. Nhà ông Lương nằm biệt lập ở ngã ba sông, chung quanh không có hàng xóm, lại rất ít khách đến vì đây không phải là căn hộ chính thức của phó chủ tịch huyện, mà chỉ là tổ ấm của ông và người tình Hồng Đoan. Phải là người thân lắm, ông mới dẫn về đây. Thành ra cả ngày Mẫn chỉ ngồi đọc báo, nghe nhạc hoặc vào nói chuyện với cô dậu trong bếp. Thậm chí buổi chiều khi Thìn chở ông Lương về, Mẫn cũng không phải mở cổng vì Thìn ngồi trên xe mở bằng remote control. Cuộc sống đang êm xuôi như thế thì bất ngờ tối nay Quân đến báo tin là Quân và công an sẽ phục kích ở sau nhà. Quân phải cho ông biết vì nếu không sợ ông chi hô lên hoặc gọi công an thì hỏng kế hoạch của Quân. Ông Mẫn cất bao thuốc vào túi rồi tha thiết phân trần. Cậu Quân ơi, nhẽ ra thì tôi không được phép nói chuyện này với cậu, nhưng cậu bảo thấy chuyện gì thì nó phải xảy ra ở ngoài đời. Đúng như vậy, Hạ đã mơ thấy Vũ Minh vào buồng ôm ấp Hồng Đoan thì Quân dù làm cách nào cũng không ngăn cản được. Quân đi rồi, Mẫn cực kỳ hối hận, đúng là nhanh nhảu đoạn, tự dưng đem kể hết mọi bí mật ở nhà này cho Quân nghe. Nếu Quân thu băng được đoạn đối thoại vừa rồi thì sẽ ra sao? Mẫn sẽ trở thành kẻ thù của cả ông Lương lẫn Hồng Đoan. Chỉ vì Mẫn suy nghĩ một cách rất Việt Nam, cho rằng bao che tội lỗi cho Hồng Đoan để kiếm thêm tiền nuôi con là có chính nghĩa, cho nên Mẫn không hề có chút mặc cảm tội lỗi nào. Bây giờ chuyện đã lỡ rồi, Mẫn mới thấy lo, gã vội vàng lấy cell phone gọi vào nhà cho Hồng Đoan. Bấy giờ là khoảng 10 giờ, Hồng Đoan đã thay đồ ngủ, ngồi trên giường chờ Vũ Minh qua. Mẫn run run nói, bà ơi, cậu Quân con ông phó chủ tịch vừa mới ghé đây. Hồng Đoan ngạc nhiên hỏi, hả, nó đến đây làm cái gì? Nó không biết là bố nó đang họp trên tỉnh hay sao? Giờ này mặc dù đã rất thân với Hạ, Hồng Đoan vẫn ác cảm với Quân vì cho là Quân khinh người vì ỷ mình có học. Mẫn không dám nói thật, phải tìm cách phân trần. Bà ơi, con chả biết cậu ấy đến đây làm gì, nhưng con có linh tính là cậu ấy đã nghi bà rồi đấy. Hay là bà điện cho ông Vũ Minh, bảo tối nay đừng sang gặp bà nữa, nhỡ ông về đột xuất. Hồng Đoan bình thản đáp, ôi cái ấy thì thôi, anh khỏi phải lo. Trưa nay tôi gọi điện rủ ông ấy về, nhưng mà ông ấy không có về được. Tôi rủ ông ấy về để đánh lạc hướng. Ông ấy muốn về lắm, nhưng mà không dám, vì ngày mai sẽ gặp bí thư tỉnh ủy. Và lại, mình có thằng Thìn là tay trong rồi. Ông ấy về hay ở, thằng Thìn đều cho tôi biết trước hết. Có gì mà lo, thôi nhé. Rồi Hồng Đoan tắt máy và quăng cái phone bên cạnh cái gối hoa. Quân khuyên ông Lương lâu lâu lén kiểm tra điện thoại của Hồng Đoan, có thể phát hiện được nàng liên hệ với những ai. Nhưng Hồng Đoan cũng biết điều đó nên nàng sắm hai cái phone mà ông Lương không hề biết. Một cái chỉ dành riêng để gọi Vũ Minh và ba đứa gia nhân gián điệp. Còn cái kia thì dùng chung cho mọi liên lạc, trong đó chủ yếu là ông Lương và gia đình nàng. Nàng cất riêng cái thứ nhất ở một chỗ kín đáo, còn cái thường dùng thì nàng quăng bừa bãi ở trên bàn, để nếu ông Lương có tò mò mở ra sẽ rất sung sướng thấy nàng không hề quan hệ với ai ngoài ông. Sáng hôm sau, Quân trở lại tỉnh làm việc. Anh hẹn lòng từ nay không bao giờ quan tâm đến bố nữa, cũng không bao giờ đến nhà ông Lương nữa, để khỏi phải nhìn những khuôn mặt trơ trẽn, sống không có nguyên tắc và tình người. Quân lên tỉnh thì ông Lương trở về huyện. Hồng Đoan đón ông rất nồng nàn, cơm nước thịnh soạn linh đình. Ngồi ở bàn anh, ông tình cờ ngước lên tường, bắt gặp hình ảnh Vũ Minh tươi cười đứng bên ông. Tim ông khẽ nhói lên một chút niềm đau khi nhớ lại những lời Quân tố cáo. Dù không tin Hồng Đoan có tình ý với Vũ Minh, nhưng kể từ giờ phút này, ông không còn muốn nhìn thấy hình Vũ Minh gắn trên tường nhà ông nữa, nhất là ngay trong phòng ăn, bắt ông phải nhìn mặt nó mỗi ngày ít nhất 3 lần. Nhưng làm sao gỡ xuống bây giờ? Chả nhẽ tự dưng tháo bỏ hình Vũ Minh mà vẫn giữ nguyên những tấm ảnh khác thì tiểu nhân quá. Đã thế, Vũ Minh lại có hai tấm hình mà cả hai đều tươi cười đứng bên ông, quăng đi không được, mà để thì ngứa mắt quá. Ông đứng dậy bước ra ban công, đưa mắt nhìn sang bờ bên kia. Trong dãy nhà lá nghèo nàn của xóm lao động bên ấy có gia đình thằng Vũ Minh, mẹ làm nghề bán rau. Sông không rộng lắm, nước lại rất êm, chẳng bao giờ có sóng lớn. Chiếc thuyền con cũng có thể bơi qua một cách nhẹ nhàng. Ông cố gạt đi mà đầu óc cứ phân vân suy nghĩ mãi.
về hình ảnh thằng Vũ Minh chèo thuyền ban đêm sang đây rồi leo lên ban công và vào buồng ngủ của ông. Có thể xảy ra điều đó được không? Bỗng ông buốt nhói nhớ lại rằng tất cả những tấm hình treo trên vách phòng ăn là do chính tay Hồng Đoan lựa chọn. Hay là như vậy thì chúng nó có tình ý lâu rồi? Tại sao Hồng Đoan lại chọn tới hai tấm hình Vũ Minh trong khi ông còn biết bao nhiêu bức ảnh khác để phô trương thành tích? Như vậy thì chắc là Hồng Đoan phải có chủ đích. Không tìm được câu trả lời, ông Lương thở dài quay vào phòng ăn. Cô người làm vừa bưng đĩa thịt kho lên đặt trước mặt ông và vui vẻ kể. Hôm qua bà cứ tưởng ông về, bà bảo con đi chợ mua cua đồng về giã nấu canh mướp để ông ăn với cà pháo. Bà còn bắt con làm thêm món gà hấp cải đắng nữa. Bà bảo hai cái món này là ông thích nhất. Tiếc quá ông lại không về được. Nghe cô người làm kể, ông Lương càng an tâm hơn. Hôm qua Hồng Đoan rủ ông về là rủ thật lòng. Bằng cớ là Hồng Đoan đã sai cả người làm đi chợ mua sắm toàn những món ông thích. Thế mà Quân lại bảo là nàng sẽ đón thằng Vũ Minh sang. Đón làm sao được khi biết ông sẽ về? Ông thở dài vì đau lòng nhìn ra một sự thật là con trai ông quá ác cảm với Hồng Đoan, dám đặt điều xấu xa nhất để gán cho nàng. Sau bữa cơm tối, nhân lúc Hồng Đoan đi tắm, ông Lương ra sân gọi tài xế, bảo vệ và cô giúp việc. Cả ba người thân cận đứng quây quần bên ông và ông nghiêm mặt dặn nhỏ. Ba đứa chúng mày ở với ông lâu rồi, lúc nào ông cũng xem như là người nhà. Cô người làm mủi lòng ngắt lời. Vâng ạ, chúng con cảm ơn ông ạ. Lúc nào ông cũng tốt với chúng con ạ. Ông Lương tiếp bằng giọng thân tình hơn. Gần đây thì ông hay đi công tác nhiều. Bà còn trẻ lại có nhan sắc, thế nào chả có đứa nó theo đuổi. Ông giao cho ba đứa chúng mày là phải theo dõi, nhất là mỗi khi ông đi công tác xa. Nếu thấy bà quen ai, gặp ai, nói chung là hễ có cái gì nghi ngờ thì phải cho ông biết ngay. Thấy ông Lương ngập ngừng, khó nói toạc ra một vấn đề quá tế nhị, Mẫn vội đỡ lời chủ. Con hiểu ý ông. Thằng Thìn thì lúc nào cũng ở sát bên ông vì nó là lái xe, nhưng ở nhà đã có con với cái giọng. Ông an tâm, hai đứa chúng con sẽ theo sát bà. Bất cứ đứa nào mon men đến làm quen với bà, chúng con sẽ điện ngay cho ông biết. Cô người làm đưa mắt nhìn Mẫn, gật đầu và tiếp. Vâng ạ, chúng con là ăn cây nào là rào cây đấy. Ông cứ yên lòng, ông chả dặn thì chúng con cũng phải bảo vệ bà. Chả có cái gì qua mắt được chúng con quả đâu ông ạ. Ông Lương gật đầu nhìn đám người làm bằng ánh mắt trìu mến. Ông móc túi lôi ra một nắm tiền và tặng cho mỗi đứa 3 triệu. Mẫn cúi rạp người cảm ơn ông rồi đưa mắt nhìn cái dậu. Dậu cũng nhìn lại vì cùng đang chia sẻ một niềm vui chung. Từ nay họ sẽ ăn tiền được cả hai phía là ông Lương và Hồng Đoan. Dậu nhét tiền vào túi áo rồi xoa tay khép nép thưa. Con nói cái này không phải thì ông bỏ qua cho con. Nhưng mà con thấy ông lo xa quá. Bà tuy còn trẻ nhưng mà là người chín chắn lắm, lại có tướng mệnh phụ. Cái đám thanh niên ở cái phố huyện này mà có theo đuổi bà thì cứ chỉ như là đỉa đeo chân hạc mà thôi. Con đây này, con đi chợ với bà nhiều lần lắm con biết. Ông không phải lo. Cả chợ người ta đều gọi bà là Nam Phương Hoàng Hậu. Tài xế Thìn cũng đỡ lời dậu tán thêm. Cái dậu nó nói đúng đấy ông ạ. Con nhớ có lần con chở bà ra thị xã. Mấy cái đứa thanh niên con đại gia cứ lẽo đẽo đi theo bà gợi chuyện. Bà không thèm nhìn chứ đừng nói đến mà giả nhời chúng nó. Con quý bà là quý ở chỗ ấy. Ra ngoài bà nghiêm lắm. Ông Lương cảm động quá. Tuy nhiên nhớ lại những lời khuyến cáo gay gắt của Quân về việc thằng Vũ Minh bơi thuyền sang chui vào với Hồng Đoan, ông hạ giọng bảo Mẫn. Cảnh giác vẫn hơn. Mày chỉ đứng gác trước mặt trước á, bỏ trống cái mặt sau sao được. Thỉnh thoảng mày cũng phải đi vòng ra phía sau nhà, nhất là ban đêm. Mẫn trợn mắt nhấn mạnh. Ông ơi, hệ thống báo động con gắn chằng chịt ở ban công sau buồng ngủ của ông, con chim bay qua nó cũng hú ầm lên. Ông có muốn kiểm tra ngay bây giờ thì ông vào nhà bật đèn lên, con bật hệ thống báo động lên, rồi con thử leo lên ban công, ông sẽ thấy ngay. Ông Lương an lòng xua tay nói.
Khỏi. Thì tao cũng chỉ nhắc thế thôi. Dứt lời, ông khoan khoái bước vô nhà, nơi Hồng Đoan vừa tắm xong, đang nằm chờ. Ông chưa già lắm mà đã lú lẫn, chỉ lo người bên ngoài mà không nghĩ tới người bên trong. 100 hệ thống báo động cũng vô nghĩa nếu người bên trong tắt đi và mở cửa đón người từ ngoài vào. Trở lại công ty trên thị xã, Quân mất đến nửa ngày thơ thẩn không tập trung làm việc được. Tất cả những sự thật bị ổi diễn ra tại nhà ông Lương dưới sự chỉ đạo của Hồng Đoan, làm Quân vừa tội nghiệp bố, vừa giận sự ô tối của ông. Quân mở lại cell phone, đọc lại những câu nhắn tin cuối cùng của ông viết cho Quân. Bố đã có phương hướng giải quyết, con đừng nhắc đến nữa. Phương hướng giải quyết của ông là phương hướng gì? Là nhắm mắt phủ nhận sự thật, quay mặt đi để khỏi nhìn thấy người tình của mình ôm ấp kẻ khác. Tuổi càng lớn càng ngu muội trong tình trường, Quân buồn lắm nhưng đành chịu. Giờ này có góp ý thêm chắc ông cũng không thèm trả lời. Cái thằng Vũ Minh ngày xưa trèo đò, chở rau muống qua sông, sau này trở thành cầu thủ bóng đá, từng được ông Lương đứng trên diễn đàn ca ngợi là xuất thân gia đình lao động, đã kiên trì phấn đấu và học